mặt lên rất là xinh luôn nè. Cái đường, những cái đường cắt ngang là thấy không, những cái đường xếp cắt ngang này. Chốt giùm em màu màu cà phê sữa hoặc màu da gì cũng được. Bộ này 4 size. Ở sau lưng có lưng nhúng nè. Mà bộ này cưng lắm, bộ này rất là cưng. Đó, Thảo Phạm lấy bộ gì? Bộ beo hay là bộ màu kem? Hả? À, vậy là lấy thêm bộ nữa đúng không? Dạ, ok, em hiểu rồi. Rồi, đưa hàng lên lầu con, cột lại nha. Cột lại. Cái mày quăng ở đó, tao thấy mấy nó ngã nghiêng, ngã ngửa. Mày đi ngang, mày không có ngứa mắt ra tí. Đúng rồi. Ôi, giờ con cột hàng hói lại lên, con chắc cũng cho ngay nha. Con đi ngang cái kho, mày nó rớt ra, rớt vô, con ngứa mắt ra tí. Ở trển nó gì thấy nó một nùi lộn xộn ở trển á. Tập cho quen chứ cứ vợ, cứ con, sắp có vợ, có con rồi mà cứ dậy hoài. Mày cư nữa. Làm như tôi chửi nó đèn thảy tay trâu sao ý trời. Ôi tao nói mày tròn tròn, mày đi một bước tao đi hai bước tao nói tròn tròn dập chém giá chết mày em luôn à. Bộ kem, để lên bộ xanh ngọc nữa. Lấy bộ da của Thảo Phạm đúng rồi gái. Cái bộ này nè, bà mà về bà mặc lên không đẹp bà đi kiếm tôi bà chửi nha. Nè có nè con à, để xếp bộ này đi con. Thảo Phạm size L nè. Lên bộ này nữa mê nữa nè. Lên bộ này mê nữa. Đẹp chưa? Xanh ngọc. 4 size luôn. Đó, lên bộ xanh ngọc nữa mê nữa. Thiệt. Mấy bộ này mê lắm. Mấy bộ này xưởng chị may là coi như lúc nào cũng 4 size hết Thảo. Mê nữa. 250. Rồi lên tiếp tục nha mấy chị. Hôm nay em lên tiếp tục lại. Em về lại 10 con mã quần hai lưng cho mấy chị. Size 70 đến 90 kg. Con này là 200 nè. Cái quần hai lưng này mà chị nào đã mua hàng bên em rồi là mấy chị sẽ mê. Quá đẹp lắm. Nghĩ sao Quảng Châu mà mấy chị đi ra mua quần tây không bao giờ có một quần co giãn như thế này. Lấy bộ màu da XL cái lưng. Lấy bộ màu da XL hai lưng nha. 70 đến 90 kg nha. Trời ơi con này nè mấy chị thấy đã không? Quá trời sung sướng luôn. Nè quần này có đá ở ngay bên túi nữa nè. Rồi chốt giùm em quần hai lưng 200 ngàn. Em nói mấy chị nha, lớp từ đây xuống Cà Mau không bao giờ tét đít, chỉ có tét háng thôi. Đây, đúng không? Nguyễn Ngọc Thùy Trang 250. Tí vô like cho chị 1 phút rồi tí. Vô like giá cho mày kia vừa. Lùng vô khóc đi lùng. Lâu quá lùng này lùng. Rồi lấy da. À, mấy chị bữa giờ, ủa nãy ai nói lấy cái quần vậy? Nguyễn Hồng Nga lấy cái quần nè. Tí ơi đi xuống lấy cái gì mấy bộ à? Bộ ngủ số 1 rồi tí. Bộ ngủ số 1 lấy 4 bộ ra đây. Nguyễn Hồng Nga 200 nè. Tao kêu mày đi xuống kiếm mày lấy, mày xuống mày đứng mày hỏi lại tao thôi, để tao đi lấy mày nó cho đầu. Tao đi chết cho mày vừa lòng mà tí. Mày nghe. Sai số 1, 4 màu ông nội. Rồi đưa lùng đi. Rồi xe ra. Đưa bé bay xếp hai cái bộ này lại. Đưa bé lùng xếp hai cái bộ này lại. Ghi sai L lên. Rồi với lại một beo nữa nè. Đi size L vô. Rồi đưa ra ngoài kệ, đưa lên lại. Rồi 4 bộ ngủ hai bộ là 250 ngàn. Em có size từ 62 đến 100 kg. Mà một khi mấy chị chốt bộ ngủ bên nhà em là mấy chị chỉ mê con lấy nè. Áo hồng một cái, áo đen một cái, áo đỏ một cái, size L đây cho chị gì lại. Dạ hai lưng chị. Rồi lên bộ ngủ cho mấy chị nha. Rồi để em có đem hai áo không giấy xuống lên. Rồi để chị. Rồi đây mình lấy con trùng chừa lại nè. Nè lấy con phót là tôi thấy không. Rồi em đưa cái bộ nhúng màu size L đâu. Rồi đưa cái bộ nhúng ở đây với lụa đây cho nó lên, nó nhét lên cái bao hàng à. Vậy để em chút nữa like xong mình nhét luôn. Nói chung là 4 màu mấy chị ha. Nói chung là 4 màu.
Thế nè. Rồi mai bao một cái vùng 80kg 200. Nè mấy bộ ngủ nè mấy chị. Chốt giùm em mấy bộ ngủ vải đã đó nha. Em nói mấy chị là vải mê say luôn. Đó là lụa. À em có màu vàng nè. Mấy chị cứ chốt hai bộ 250.000 kèm màu giùm em, kèm màu kèm số ký nha. Đây, đây là đỏ, đây là cam đất nè mấy chị. Chốt giùm em cam đất ha. Mai ba. 200. Chốt giùm em cam đất nè. Một mã nữa là mã xanh ngọc, mã xanh đậm mấy chị. Mã xanh. Rồi mày ngồi xuống cái đống hàng đó luôn tí, đừng có lượn ra nhà trước. Đây là mã xanh ha. Mã xanh nè mấy chị. Anh ơi, với cái chị Mai Thi, My Thi mà hồi xưa hay mua đồ mình sao em sợt không ra ta. My Thi đó mấy bữa anh chốt bill ở đâu. Đây là bộ xanh nè mấy chị. Và còn một mẫu nữa là mẫu đen. Rồi mấy chị cứ chốt hai bộ kèm màu. Bỏ ra cho mấy cô coi nè. Ta nói được, nói ta bán đồ nữ chứ không mày mất bị bê luôn nha tí. Đây là còn một bộ mã đen nè. Đó. Rồi chị nào chốt bộ nào thì chốt lại lên giùm em nha. Rồi tí ơi, con xếp lại nè tí. Xếp lại. Công việc chỉ có nhiêu đó thôi đó. Đưa cái bình ở đây cho nó xếp từng bộ vô. Xếp cho đẹp nha. Xếp từng bộ vô rồi bỏ vô cái bao đó lại ha. Rồi bây giờ em lên cho mấy chị một con áo đi tiệm. Con áo này mấy chị có hợp với lại một cái quần ống rộng để đi tiệm cho em. May một cái quần ống rộng này nè. Mặc cái con áo này mấy chị đi tiệm ok. Áo này em có 3 màu mấy chị. 200 ngàn. Đẹp lắm. Nói chung là cái con này là bao nhiêu người nhận là bao nhiêu người thích. Nguyễn Thu Thảo. Yên ơi mai nhớ gửi hàng. Ủa Biêu Nguyễn Thu Thảo hôm qua không gửi anh. Thì rõ ràng thứ bảy gửi. Ừ bà ghi rõ ràng thứ bảy gửi mà bà nội. Là mai đó bà nội. Nè chốt tim con áo đi tiền nè Thảo ơi. Đẹp chưa. Trời ơi tao nói đẹp chó chạy luôn mấy chị. Đẹp lắm. Đẹp lắm là đẹp luôn mấy chị. Con này mà đi tiền là mê say. Em có màu đỏ nè. Này là cái gì vậy tí. Ấy đúng. Tại vì mày qua hình đây. Em có màu đỏ, màu đen và màu hồng mấy chị. Ha. Màu đỏ, màu đen và mã hồng. Đây, đây là mã đen nè. Đẹp ghê mấy chị, cái con này mặc lên tao nói nó sang chảnh đó. Hạnh Nguyễn nào đây, Hạnh Nguyễn ơi. Hạnh Nguyễn cho xin địa chỉ xong rồi, Hạnh Nguyễn lấy đen với xanh. Thất rộng là nhiêu ký. Lấy size số 1 qua đen với xanh. Anh Nguyễn giờ dắt hả? Rồi để đó từ từ đi. Lên một con cuối cùng là con mã hồng mấy chị. Đây. Áo này 200 ngàn một cái nha. 200 ngàn một con áo đi tiệm như thế này nè mấy chị. Mà vải co giãn phơm cực kỳ đứng và cực kỳ đẹp. Ha mấy chị ha. Anh Nguyễn bình thường họ lấy. Chị lấy số 2 đi con. Lấy này nảy rỡ màu gì lên là tí. Xanh với đen số 2. Rồi bỏ 4 bộ này số 1 vô nè. Xanh với đen số 2. Hình như cái này hả? 2 bộ 250 của Hạnh Nguyễn mình thuộc của vô. Thì con lôi ra từng bao chứ giờ mày hỏi sao. Áo hồng nhiêu ký Huỳnh Diệu ơi. Huỳnh Diệu lấy áo hồng nhiêu ký báo giùm em nha Huỳnh Diệu nha. Huỳnh Diệu lấy áo hồng nhiêu ký nè. À hồi chiều em còn một bộ LV. Xả cho mấy chị 90kg còn đúng một bộ. Còn đúng một bộ duy nhất thôi nha. Đúng một bộ luôn. Anh Diệu nhiêu ký chị ơi. Diệu Quân để soạn hàng cho cô Diệu Quân nhớ quên luôn. Đây mấy chị. Bộ đây là bộ bức cô rì nè. Còn đúng một bộ size dưới 90kg. Rồi chị nào lấy bộ đây xe cho mấy chị 180.000. Còn đúng một bộ duy nhất dưới 90kg ha. Bộ chính tóc LV. Em có màu hồng nè. Màu hồng nè Diệu. Màu hồng, màu đỏ và màu đen, nói chung con nào cũng xinh hết đó chứ. Con nào cũng xinh, con màu đỏ lên với vùng đen tuyệt vời luôn. Thiệt sự luôn. Đây, bộ LV 180 của tóc Hoàng Anh nè. Con đỏ. Và còn một màu nữa là mã đen. Con mã đen này tính em may tới 5-60 cái rồi đó. Đây. Bộ LV cách lấy rồi nè. Hồi chiều Phương Thảo dặn em lấy gì vậy Phương Thảo? Phương Thảo là lấy một bịch hạt dẻ. Phương Thảo Nghệ An anh. Một bịch hạt dẻ với lại một hộp da heo con. Phải Phương Thảo Nghệ An. Rồi hai bộ này của ai nè. Hai bộ này 250 của ai qua này. Hạnh nè con bé lùng. Hạnh Nguyễn nè đưa ra cho ba đi. Nè một bịch hạt dẻ 101.
Dạ heo, cái này là trăm chín nè. Trăm chín của Phương Thảo Nghệ An. Rồi lấy một cái đen size 100kg cho Phương Tuyền. Huỳnh Diệu lấy đỏ đen size nhiêu ký? Huỳnh Diệu lấy size nhiêu ký Huỳnh Diệu ơi? Phương Thảo. Phương Thảo Nghệ An. Bắt đầu cái chữ nó quẹo á, trời ơi. Thứ gì mà học dốt rồi mà còn ghi chữ xấu nữa chứ trời ơi. Dạ để tí nó lấy cho. Rồi Phương Tuyền thành phố nè, 200.000 của Phương Tuyền. Phương Tuyền thành phố anh ơi. Áo ngực chống tuột 38 cho hai cái đen với da. 72kg hả? Đùng má. 72kg lấy size L hay là XL đây? Áo tuột vú còn. Lấy một hộp da heo cho Hương Nguyễn Gia Lai nè. 80.000 hộp da heo. Đúng rồi, bữa giờ lấy size mè vậy không mà. Hình nhiều lấy size L nha. Nhậu cho cố vô bà nội nha. Nhậu cho cố vô đi. Nè Hương Nguyễn Gia Lai 80.000. Lấy băng keo quấn cái này rồi. L rồi ok. Lấy một đỏ một đen phải không? Rồi. Huỳnh Diệu nè con ơi. Huỳnh Diệu hai áo nè, bé lùn một đỏ một đen. Huỳnh Diệu. Áo dây 200 thanh đo. Huỳnh Diệu hai cái 400. 190 là một cái hai cái luôn 190 anh. Hạt dĩa ngon. Bỏ thì cho tôi. Hạt dĩa ngon lắm, tới lấy thêm một bì hạt dĩa nữa cho Phương Thảo Nghệ An. Hạt dĩa ngon lắm Thảo. Hạt dĩa 101 tim 101 cho Phương Thảo Nghệ An nữa nè. Hình như tôi kêu xuống nó xuống nhà dưới là tôi sai lầm mà sao á. Bắt đầu nó xuống nhà dưới là nó nhớt nhét biết tới tối luôn nè. Học bán trú mà chị. Học từ sáng tới tối về rồi mới về chứ nhiêu. Giờ còn đỡ khổ chị. Hồi xưa nó thiệt tậu lắm. Hồi xưa tậu lắm á chị. À lấy áo chống tuột size 38 đi. À lấy quên mất mẹ. Rồi lấy một bao áo chống tuột size 38 ở đây tí ơi. Kiếm. Trong đấy cái. Bao nhiêu rồi đây? Rồi 38 chống tuột một đen một da rồi phải không? Ủa bà chỉ cho đúng rồi sao mà kêu coi lại. Cho con chớp quá. Rồi con đúng một đen một da là của ai vậy? Thành Nguyễn không con? Rồi Hạnh Nguyễn gì đây anh? Hạnh Nguyễn mình. Hạnh Nguyễn này ở đâu hả anh ạ? À? À. Rồi Hạnh Nguyễn mình thuận Bê Phú Yên hả? Hai cái 320 của Hạnh Nguyễn nè. Rồi áo chống tuột ai lấy nữa? Ai lấy chống tuột? Áo dây 200. Rồi chút lên. Đâu ai lấy áo vú chống tuột còn nha Hoàng Anh. 90kg rồi được không? May áo giấy rộng quá quê lắm chị. Phải không? Phải có giảm. Chống tuột của chị uống tống Hoàng Anh. Thấy không? Lấy cái áo đen. Áo đen dây size 2 đi. Đưa cái áo của Phương Tuyền lại đi. Dây đỏ 100kg của Kim Tho Trần. Trả lại cái đen này con. Phương Tuyền không? Rồi bỏ cái đen vô nè. Rồi áo dây đỏ. Đổi lại cái con hồng của Phương Tuyền đó. Mới quăng cái đen vô. Thì đó gì quăng lại cái đen ra để đổi đó. Cái view của Phương Tuyền đâu? Đó. Ủa chứ con nhìn cái gì vậy? Đổi sai rồi. Thì đổi sai rồi, hay đó đúng không? Ủa chứ sao con ngồi con ngơ ngơ vậy? Đúng, đổi màu. Kim Thoa Trần một cái ba ịt nè. Rồi Kim Thoa Trần nè. 375. Chờ một chút Thảo. Rồi chị uống tóc Hoàng Anh lấy sai nhiều, lấy sai bằng em được không? Sai bằng em là 42 nha. Lấy size bằng em 42 nha chị Tiền nha. Có lộn chị à. Chị gì quên là chị Kim Thoa Trần. Chị à, chị biết sao bây giờ là nó đỡ. Bây giờ buổi tối nó có baby, có thằng Tí, có thằng Kỳ, có bác Tư. Chứ mấy hôm trước có vợ chồng em mới nói chị. Mà buổi tối hả, coi như là 12 giờ nó mới được ngủ. Thiệt luôn, hồi đó em like buổi tối, đa số buổi tối không, cho nên là like ngủ. Trễ lắm mấy chị, còn giờ em like 2 buổi á. Nó bớt nói lại chứ không, nó bị ung thư vòm họng luôn. Một ngày mình em hít bụi đến nỗi mà tối nha, cái tăm bông mà em quấy lỗ mũi nè chị, với lỗ tai nè, là đen thui là mấy chị hiểu rồi đó. Lấy áo vú size 40 cho cô uống tóc Hoàng Anh một cái 160. Nói thiệt lòng á mấy chị, chứ không phải nói giỡn đâu. Đây nè, cho chị Kim Thoa Trần coi hai mẫu đầm ngày hôm nay về nè. Em cho chị Kim Thoa Trần là chị chốt bụp bụp hai cái liền. Em nói thiệt. Ừ, 40 nha, em nè uống tóc Hoàng Anh 40 con. Em cho chị Kim Thoa Trần coi hai mẫu đầm chiều nay là mê liền. Một chống tuột màu da 38.
Rồi cái này của Hồng Võ nè, 106. Hai mẫu đồng này là đẹp lắm. Đây, mẫu này là mẫu thứ nhất là mẫu đồng ren. À, dài qua gối hết nha. Mẫu đầm ren gồm có 4 size, dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Dạ, mai chốt đồ cho chị Thu. Hôm giờ chị Thu có áo vú chống tuột nhà em chưa? Áo vú chống tuột là áo vú để làm cái gì? Để khi mấy chị mặc với áo dây, áo ba lỗ, mấy chị tháo ra. Nó giống như vậy nè. Áo chống tuột là một cái loại áo mà khi mấy chị tháo cái dây ngực ra, cái vú mình nó không có lật ập xuống. À, hình như tôi đưa xuống nhà dưới là sai lầm á, trời ơi. Tôi nói thiệt á. Đây nè mấy chị, mấy chị nhảy cỡ nào cũng không bao giờ rụng vú. Tôi đưa nó xuống nhà dưới là hình như đúng cái chỗ ăn của nó sai lầm lắm luôn thiệt á. Rồi tiếp tục, mày ăn phụ kho lan đi tao. Để kho lan tao ăn, để tối tao lên tao ăn tạc ổng nha. Dạ. Em lên mẫu này nữa này là mấy chị mê nè. Đây, đẹp. Đây, rồi mê chưa? Đầm ngọc trai hôm nay quá mê luôn. Hai tầng nè, ngọc trai nè, viền ngực nè, nói chung mọi thứ đều hoàn hảo cho cái đầm ngọc trai này. 208. Rồi chốt giùm em đầm ren kèm số ký và đầm ngọc trai kèm số ký mấy chị ha. Đầm ren kèm số ký và đầm ngọc trai kèm số ký giùm cho em với nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị gì đây. Nè còn cái hồng bỏ bịch bóng gương con. Nãy giờ có bán được gì không anh? Hồi nãy em có một cái áo đẹp lắm chị, ô uống tóc Hoàng Anh. Hai kiểu đầm 70kg của chị Song Anh nè. Size L con ơi. Hai mẫu này quá đẹp luôn chị Song Anh. Thật sự luôn á. Mà vải đẹp lắm. Rồi mẫu áo này em mới về nha. Đầm ngọc trai qua gối chị Thảo. Trời ơi đồ nhà tôi có cái nào mà trên gối đâu mà nội. Trên gối đủ mát không xuống lụm. Cái điện thoại hay lụm tờ tiền đủ má nguyên hai con cá trê đồng ở sau. Nó lòi đít ra hết luôn trời. Ta xỉu chết mẹ luôn. Em lên mẫu, em lên áo này cho mấy chị coi ha. Con này 108, con này mới về nè. Đầm ren 90kg của Hằng Nga. Rồi xin địa chỉ đi, số điện thoại Hằng Nga. Tí kìa. Chị ơi bây giờ em chỉ còn màu hồng. Màu hồng với màu da thôi. Chị lấy màu nào thì chị lấy giúp em ha. À. Nguyễn Trương. Dạ bây giờ chỉ còn hai màu, màu hồng với màu da thôi. Mấy chị lấy màu gì mấy chị lấy giùm em. Rồi lấy Hằng Nga đầm 90kg, nhắn tin cho cô Hằng Nga này con. Hằng Nga này cũng khách cũ nhưng mà nhắn tin xin đi. Khách cũ á. Con này 108 nè. Con này xinh lắm mấy chị. Dạ chị bỏ Thảo, em đưa đầm lên là chị mê liền. Cho Phương Thảo một cái đầm ngọc trai size XL còn không? Đấy giờ chủ yếu còn hay không á. Chủ yếu là giờ còn hay không á. XL. Rồi Phương Thảo Nghệ An. Nè con này mới về ngày hôm nay xinh không mấy chị? Đẹp ha. Đó vải co giảm nhẹ nhàng lắm mấy chị ơi. Đẹp chưa con này 108. Con này quá trời dịu dàng luôn mấy chị ha. Để đưa nước, trời ơi, nó ăn miếp tròn, đó là tròn. À, đi lên nhà trên, đi biêu với ba, đi thấy đi ơi. Đi giùm tao cái. Gì quá. Tôi quay camera cho mấy chị coi cái độ khùng quẩn nè. Quần kéo lên tới vú, đi giống như thằng khùng á. Ở nhà em sao điên dữ trời. Lấy màu da của Liễu, chị Liễu Thu này. Ở nhà em muốn ngồi là bình thường trơn, có mình em tỉnh tám nhất ngồi đây với mấy chị nè. Rồi bán con áo này 50.000 đi cho đỡ nhục. Bán con áo này dưới 85kg 50.000 cho mấy chị đỡ nhục. Rồi 50.000 áo sọc. Con áo này 108 mà rất là dễ thương nha. Con áo này mấy chị mặc với quần mặc váy nè ha. Màu hồng của Nguyễn Trương. Hình như Nguyễn Trương còn một cái đồ tặng ở nhà em đúng không? Rồi Nguyễn Trương 106 Nguyễn Trương. Ngày mai bill nào bự bự đi, còn không bill nào ít thì dồn lại thứ hai đi nha bạn. Rồi ai nữa? Bill nào bự hết. Ủa anh bữa nay thứ bảy hả? Ủa mai thứ bảy mà trời ơi, tôi tưởng trời ơi là bữa nay trời ơi tôi tưởng là thứ bảy chủ nhật tôi bán hàng sale trời ơi. Áo sọc 50.000 của Lê Trang. Rồi cho coi lại hai mã đầm rồi đi ngủ nè mấy chị. Tôi tốt nha. Cái áo đẹp gì mấy chị không lấy tôi tức nha. Tôi nói thiệt. Mình để một cái giả bộ mình mặc theo cái kiểu phong cách dịu dàng đi. Ủa nay đầm có cái áo đính kèm.
Ủa nay đầm có cái áo đính kèm không chị? Không. Nè để từ từ tôi tặng cho mẹ cái cây áo chị nè, tôi đặt rồi 100 cái lần xong anh. Bữa nào lén lén cho 2 cái ha. Rồi cho mấy chị coi lại hai mẫu đầm ngày hôm nay về nha. À, đầm ren này Nguyễn Tho, Nguyễn Kim Tho lấy đi để dành mặc đi đám cưới. Vừa đẹp vừa dễ thương. Mấy chị về tí. Giờ mình đi lục áo mày mặc hay sao hả tí? Nè chị. Đây. Đẹp không chị Kim Tho Trần. Nói chung là ngày hôm nay mấy con áo về đều là xuất sắc hết mấy chị. Mấy con áo ngày hôm nay, hai con đầm ngày hôm nay về dùng từ là xuất sắc. Tại vì em nói rồi, em nói là mày về cho tao 100 cái cài áo đi, nhưng mà mày đừng lấy cài áo nhỏ nhỏ cho tao nữa. Mày về cài áo loại mắt cho tao đi. Ha. Cứ nó nằm khoảng cỡ giá 70-80 tới 100 ngàn mày về đi tao chấp nhận. Em nói với mấy chị nghe, những chị khách kỳ cựu mà có chia sẻ hàng ngày mình tặng một cái cài áo nó cũng đích đáng nữa. Ha, mà cài áo nó không thể nào bán mà 100 ngàn ba cái. Mà phải bán là 100 ngàn một cái mấy chị. Hoặc là 150 hai cái mới về vô. Em nói thiệt. Con này 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100 ký. Đầm ren. Áo thun thái à, lòi lôi cái bao áo thun thái ra lên chút xíu nữa nghỉ luôn. Rồi con này là ngọc trai nè. Cái lòng lên ngủ với con, trời ơi, con đánh nằm rồi trời. Con lên ngủ ơi, còn không ngồi 10 phút nữa ngủ luôn với chị Bi. Đây. Con này là ngọc trai. Đó. À, bữa nào có em bữa nào có là mấy chị cứ vô đây. Nói chung là khách của em như thế nào mấy chị ra sao em đều biết hết trơn. Trời ơi, mới kêu đứng dậy nghỉ cái nó đứng dậy liền trời. Dạ. Nó không có chút xíu gì gọi là luôn liếm luôn trời. Em à, em hết cái con mà chữ nhỏ rồi. À, mai đi Thảo. Trưa mai mày lên. Tối mai mày lên. Đầm đen trắng size hay của Lan Nguyệt Thu. Bây giờ nè, em còn áo cờ Mỹ nè. À, áo này người ta gọi là áo cờ Mỹ. Em còn Gucci, Gucci vàng nè mấy chị. Gucci vàng 65 đến 100 ký. Đúng rồi, hay của Nguyệt Thu. Đây nè, Gucci vàng mấy chị. Nhớ là chốt Gucci vàng, chốt giùm em nha. Đầm ngọc trai em về em cắt lên đầu gối được không? Được chị, chỉ còn xăng lai lên thôi chị. Xăng lai lên khoảng nhiêu đây là chị vừa rồi à. Em có một cái con trắng nè. Con trắng dùng từ giờ, con trắng Kitty giùm em. Chú giùm em trắng Kitty nha. Em có cái con này cũng đẹp nè. Eo vì vàng mấy chị. Bữa giờ mấy chị chốt eo vì vàng con này 160, 65 đến 100 ký áo thái. Eo vì vàng. Ê, trưa trưa tối tắm rửa cho chồng con ăn uống rồi bú xong mày tắm rửa vô nằm nghiêng mình phơi háng lên livestream chơi với em mấy chị. Chứ mình có làm cái gì nữa đâu. Đúng không? Cái gì vậy? Hả? Hết chữ nhỏ, lấy cái đen nó cũng được, ok em. Đen cờ Mỹ Phan Tú. Con này về mặc áo giấu quần đẹp lắm à. Áo khoác còn màu cam đất không? Còn Bảo Ngọc Thi. Áo thái này mặc phê. Ừ, áo thái này mặc sướng. Đang ra mấy cái áo lệch vai đẹp lắm Hồng Võ. Tôi bữa nay tôi chạy theo thời thượng cho mấy bà hết luôn. Mấy bà giờ tôi ứng gì tôi trâu đó, ứng gì tôi trâu đó. Tôi cho mấy bà mệt nghỉ luôn. 160 của Tú Nguyễn. Rồi cột bỏ lên tí. Áo này mặc bao phê đúng không? Rồi. Ra ship hai cái đầm này đi size L bỏ vô hai bao nha, coi lộn nha. Áo thái này mặc mê lắm ấy. Mặc vừa mê mà vừa phê luôn. Chưa lên được áo sale cho mấy chị 70 ngàn luôn. Rồi mai mình gặp nhau đi. Tôi ra cho bà một cái bộ lệch vai quần ống rộng kèm áo beo mấy bộ tôi mặc đi tiệc đó, tôi ra lại bộ đó nha. Còn chị nào mà khách cũ muốn mua dồn bill thứ hai thì nhắn vô phân may bảy ô để bill dồn lại nha, để bill dồn lại cho em. Dạ mai gặp nha chứ, mai gặp. Tuổi nhớ à, ở đây chút là mai ông nội cha. Ăn cơm đi. Tắt con like chút nha, chút con mở lại. Con muốn ngồi ở trong hãy ngồi nè, với bún lông nè. Bún lông. Ăn bún lông không? Hay gì bún lông?
đầu á. Đây là có bị bóng nè. Gọi cho chị Bi lấy bút lông luôn, chứ bút lông nhiều lắm rồi he. Bút lông nhiều lắm luôn á he. Về ba bao tải đồ bên này mà không biết luôn á mấy chị.
anh mẫu đây mẫu gì nha. Có bụi 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 nhiều lắm Linh. Đây không xong nè, mấy chị coi cái bộ mới về nè, đẹp không nè, coi bộ mới về nè, tin không? Trời ơi coi nè ha, bộ này là bộ chân váy á mấy chị. Em đưa này này mấy chị bộ này lên, mấy chị sẽ khoái. Có chị Vương Hằng nè, Vương Hằng ơi bán gì đó yên mới vô nè, đang lên ship nè chị. Trời ơi con cái bộ 260 nè mấy chị, chân váy ở dưới đẹp không, chân váy nè nha, mà nó là thun xốp đã lắm, nó là cái vải gì xốp xốp á. Đây chị Thúy, bộ này là trẻ chế là đi ấm cưới cũng đẹp nè. Đây là chân váy nha, nè mấy chị coi phơm áo đẹp không. Ôi coi phơm áo nè, bộ này xuất sắc hoàn hảo luôn nha, bộ này xuất sắc hoàn hảo luôn ha. Tôi chụp tôi nói nè, bộ này có 100 kg rồi nha mấy chị, nó nuốt em hết 100 kg rồi. Trời ơi cái bộ này đẹp quá. Chị nào mà ưng chân váy dài á, làm ơn chốt giùm em bộ này một cái. Chị Nguyễn Như một bộ 260 Phạm Hoàng Anh. Trời ơi cưng nè, áo không cũng cưng nữa mấy chị nè. Coi cái áo phơm áo nè. Trời ơi ở sau lưng là dây kéo nha. Trời ơi cái bộ này không chốt chốt gì á. Lên số ký đi Phạm Hoàng Anh, chứ em không có nhớ hết. Nè mấy chị làm ơn chốt bộ này cho em, cưng không? Nè cưng không? Trời ơi coi nè chị Thảo Châu, đẹp quá trời luôn. Cái áo cũng đẹp mà cái chân váy cũng đẹp ha. Bộ này có size 60-100 kg chị Thúy Thị Ngô. Nè chân, hồi nãy có một cái con khóc nhẹ, tối hôm qua chị Phương Thảo chốt không kịp. Hồi nãy em lục hàng có em để chị rồi nha. Đây nè chị Thảo coi nè chị Thảo, cái bộ này dùng từ là 10 điểm cho chất lượng luôn nha chị Thảo nha. Trời ơi xinh không? Cái vải cũng đẹp. Phạm Hoàng Anh một bộ 90 kg nè, em có size từ 60-100 kg chứ ơi. Phạm Hoàng Anh bộ này 260-100 kg nè, đẹp quá chị anh ơi, đẹp quá. Bộ này em cho may thử á, chứ đáng lẽ nếu mà em biết mà cái chân váy đẹp vậy là em cho may cái bộ dập ly áo trắng rồi. 260 của Phạm Hoàng Anh 90 kg, 260 của Phạm Hoàng Anh 90 kg. Chị nào chốt bộ này chốt lên giúp giùm em nha, chị nào chốt bộ này chốt lên giúp giùm em. Đây chân váy dài nè, 96 kg hả, đổi bộ size 100 kg hả Bi ơi. Đổi lại bộ Phạm Hoàng Anh, đưa lại bộ 90 kg đi, 96 kg có size luôn. Đưa lại bộ kia, chế nào chốt bộ này chốt giùm em nha, 96 kg có size quất luôn rồi, quất luôn cho Phạm Hoàng Anh rồi. Chị Yên có xếp bộ 96 có anh Nguyễn Ngọc em nhiều lắm mà chị anh. Giờ mà mình coi không kịp tối nha, bộ này của chị Phương Thảo XL nè. Phương Thảo XL 260 của chị Phương Thảo. Nguyễn Ngọc Thảo size L phải không? Nguyễn Ngọc Thảo nè bé Lùng. Nguyễn Ngọc Thảo size L nè. Nguyễn Ngọc Thảo size L, Nguyễn Ngọc Thảo thành phố. Bộ này đẹp lắm chị Thảo ơi. Mina Iya nè, 78 kg L nè. Mina Iya 260. Một bộ 85 kg của Ngọc Ẩn Trần. Ngọc Ẩn Trần con. Cô Ngọc Ẩn Trần Phú Yên á. Em lùng quá, chân váy sợ không đẹp. Chân váy này mấy năm lăm mặc được rồi chị. Trời ơi xinh không á chị. Em thấy bộ này cũng xinh đó. Cái áo thì dùng từ điểm 10 cho chất lượng nè. Ôi coi cái áo nè quý vị. Tí xíu em mặc chụp hình lên cho mấy chị coi nha. Trời ơi mê. Đợt này là em không có em. Đợt này là coi như em lựa đồ lên mẫu toàn hàng. Toàn hàng mà lên cho mấy chị mặc đồ sang chảnh thôi. Chứ em không có đu theo mấy đứa trên mạng mấy chị. Với lại bên mình á, bên khách em không có tuổi teen nhiều. Em không có đu theo tuổi teen nhiều mấy chị. Em lên cái gì mà em thấy nó sang chảnh mà thấy nó quý phái em sẽ lên. Và sau đợt, sau tháng này là kho hàng xưởng của em ổn định, em sẽ lên. Em sẽ lên tầm tối thì 8:30 chị anh. Để coi thử trong hai bao hàng tới thì cứ thử có ship bộ em nha. Anh ngồi chơi với em tí. Sắp tới là qua tháng sau là em sẽ cho lên nè. Sẽ cho lên số lượng một nửa này thôi, là mười mấy bộ thôi. Là đầm dạ hội. Mấy chị ok thì báo em giúp luôn. Cho đầm dạ hội nha. Nói chung là cho lên nhiều mẫu để buôn bán á mấy chị. Để cho mấy chị dễ lựa chọn.
mấy chị muốn gì vô nhà em cũng có hết đó, cái động nhà em có hết nha. Thôi bê bê bê, để chị sống đi bê nha. Rồi lên tiếp nè, bộ cho bộ tiếp tục, bộ 260 nè, 1m5. Chung quy là về không thích cắt lên tới chỗ ngay hàng nút là vừa rồi nha. Ở dưới nó có cái xỉ nữa nè, mình cắt lên tới chỗ ngay hàng nút là đã đẹp rồi. Mi da xem bộ đen mới vô Hồng Hạnh, bộ chân váy có 90kg Hoa ơi. Bên nhà em lúc nào cũng có size 60-100kg nè. Bộ chân váy nè mấy chị nè, cái chân váy nè rất là mềm, nói chung là chân váy may form đẹp lắm. Bộ đen size L của Helen Thảo. Coi cái áo nè mấy chị, coi áo nè, trời ơi cái áo dùng từ điểm 10 cho chất lượng luôn á mấy chị, xinh không. Áo nè mấy chị, coi vải xốp nè, xếp đen 67kg. Chị Thúy Ngô ơi, bên nhà em không có cho kiểm tra hàng khi nhận, chật rộng thì nhắn tin nhận hàng rồi nhắn tin báo em đổi size, báo em xử lý cho được không thì báo nha. Chị Thúy Thị Ngô, Helen Thảo nè, size L nè, Thúy Thị Ngô size L dưới 70kg nè. Thúy Thị Ngô khách mới, con review mới luôn. Thúy Thị Ngô số điện thoại 477, phanh tròn lại cho ba biết nè. Chị nhà em cũng không có nhân viên, chị Thúy Thị Ngô nhận được hàng đẹp hay xấu gì cứ chụp báo em. Còn hàng nào mấy chị chưa ưng ý cứ nhắn tin yên ơi, chị góp ý cái mẫu này nó như thế này như thế kia này, rồi từ từ em sẽ chỉnh rập nha mấy chị nha. Từ từ em chỉnh rập chứ đừng buồn buồn xong rồi bỏ em, tội nghiệp em đói nhung vỏ, em đói em nghỉ bán nhung vỏ nó buồn mấy chị. Rồi lên tiếp tục nha, chốt giùm em bộ chân váy 260 kèm số ký nha mấy chị nha. Hai chân váy ảo lộn, xếp chân váy kèm số ký. Rồi lên tiếp nè quý vị, em không biết bộ đây là bộ gì, đợi em coi mà nó có cối đen với rêu nha. Hình như bộ này bộ dài hay bộ chín tóc gì á, đợi em. Từng con cô về đâu đợi em. Cái bộ kia dịu dàng lắm. Đây nè mấy chị, hôm qua mấy chị thấy là bộ đen phối xếp chân váy 72kg, lấy size L cho chị Mai Ngọc nha. Lấy size L cho chị Mai Ngọc mặc cho đẹp nha, chứ lấy XL nó không đẹp. Lấy size L của chị Mai Ngọc, xếp chân váy dài nè, xếp chân váy tiểu thư á. Hôm qua mấy chị sẽ thấy xếp đen phối với lại xếp đen phối với lại trắng, thì hôm nay em lên cho mấy chị xếp đen phối rêu. À, cưng không? Xếp đen phối rêu kèm với lại quần dài đó. Chị muốn em mặc thử không, là chị đợi tối hoặc là mai gì đó em rảnh thì em sẽ chụp là một lọt luôn đó. Có hạt đá có là chụp và lên đăng trên fanpage á, chứ em mà em vừa like em vừa thử đồ á chị Hoa, là hồi em làm không nổi thì thông cảm, em vừa bị tim vừa tiểu đường vừa huyết áp cao nữa. Làm giống như em là đam mê nhưng mà mình không có lượng sức nổi chị Hoa, cho nên chị Hoa đợi em. Có thể là tối nay là làm không nổi ra, tối nay like một chập nữa làm build tới 4-5 giờ sáng, phải là tối mai hang mày. Mà mỗi mẫu nhà em ra thì nhà em ra khoảng cỡ 24-25 bộ, còn riêng bộ chân váy thì có 19 bộ là xong rồi đó. Rồi bộ này quần dài nè, đen phối rêu ha. Đơn hàng của em giao địa chỉ Tân Phú, OK Thu Hương, đen phối rêu. Bộ này vải co giãn dữ dằn lắm nha, bộ này là 250.000 bộ này mấy chị, đen phối rêu. Mai mới giao nha Thu Hương, còn một like nữa. Chị có 80kg, có nhà em có size từ 60-100kg hết đó chị Su nhỏ. Chốt giùm em đen phối rêu kèm số ký nha. Đen phối rêu kèm số ký. Chế nào chốt đen phối rêu kèm số ký, chốt giùm em nha mấy chị nha. Chốt giùm em đen phối rêu kèm số ký ha. À, vải này co giãn nè, vải áo cũng co giãn, vải quần cũng co giãn. 250.000 một bộ bi, lấy cái đầm cái này đi em. Để lấy đầm đi. Rồi bộ đen phối rêu mấy chị mặc lên y chang người mẫu luôn. Không đó em nói thiệt đó chị Hoa, thiệt lòng mà. Cô gì? À, chị Khánh Phương lấy cái xếp cho xếp chân váy 260 hả chị? Lấy cái xếp chân váy hay là xếp đen phối rêu Thu Phương? Chị Thúy Thị Ngô vô trong tin nhắn cho giùm em xin địa chỉ số điện thoại nha. 2 phút nữa không có địa chỉ số điện thoại là em xả bill nha mấy chị nha. Tại vì bên nhà em không có gọi điện chốt hàng, nói chung nhà em bán ít mà chất lượng mấy chị ha. Nè em lên đầm của tim là đầm này mấy chị đặt hết chắc phải mười mấy bộ nè. Hồi bữa em ra là hết trong tối luôn, bữa nay ra lại nè. Nè mấy chị coi đầm của tim nè, đẹp không? Cái này là em
may lại lần thứ hai rồi đó quý vị. Cái này em may lại lần thứ hai rồi nha. Khi mấy chị mặc lên chỗ này nó căng lên cái vú rất là đẹp ha. Đầm cổ tim, tay phồng nè, vải co giãn nè, form rất là đẹp luôn. Rồi ai chốt đầm cổ tim chốt nè. Khánh Phương ơi, Khánh Phương xếp là lấy xếp 260 là xếp chân váy phải không? Khánh Phương tay L xếp chân váy nè. Ồ, xếp chân váy hết luôn rồi nè. Xếp chân váy của Khánh Phương 260 nè. À, 260 một xếp chị Xu nhỏ ơi. 260 một xếp nha. Thục Anh đòn trần không có dấu, một cái đầm hay Bi ơi. Một cái đầm hay cho Thục Anh đòn trần nè. Ghi rõ rõ nha. Chứ chữ đen, bộ đen không? 280 của Thục Anh đòn trần. À, xin nghỉ giờ cho xả ra đi con. Xả ra. Khỏi lấy. Thục Anh đòn tròn không có dấu. Đã đặt hàng mà lấy đâu thấy. Thục Anh đòn tròn nè. Chị Trang Dương. Trang Dương một cái đầm size L luôn Bi. Bé Lùn có thể đưa có bì màu xanh bên này không vậy? Trang chữ Trang không có dấu, chữ Dương có dấu nè. Nó Trang Dương vô mới chọt con tay lên nó Hồ Chí Minh 939. Trang Dương Hồ Chí Minh 939 208. Đợi vừa ấy vừa chốt cái hàng đặt luôn mấy chị. Đầm cổ trái tim, trời đầm này đẹp lắm. Chị Tam Lê thành phố luôn size 2 inch. Tam Lê thành phố size 2 inch. Xong chưa? Đầm cổ trái tim này khách đặt nhiều lắm mấy chị. Chị Quy Huỳnh size L. Quy Huỳnh, cái hình đồng hồ ở cái lùng. Quy, đi dài, Huỳnh không có dấu. Đầm cổ tim của ai nè mấy chị? À, Mai có hạt đát đúng rồi. Đầm cổ tim 208 Ngọc Ẩn ơi. Đầm cổ tim size 2 của Ngọc Ẩn tròn. Chị bữa nay có lên, giờ lên nguồn rinh nè chị Xuyên. Giờ em lên nguồn rinh nha. Đầm cổ tim của chị Quy, đầm cổ tim size L của Quy Huỳnh nói chưa? Quy Huỳnh Hồ, Huỳnh Huỳnh. Rồi đầm cổ tim của Ngọc Ẩn Trần 2 inch. Ngọc Ẩn Trần 2 inch nha. Mấy chị có coi lại xếp chân váy không? Em mở cái xếp chân váy lại cho mấy chị coi nè. Hello, hello Linh Chờ. Hồi trưa lôi được con áo vest size 100kg để cho Linh Chờ giá 80 ngàn nha. Rồi đầm cổ tim có chị nào chốt nữa không? Không chốt qua mẫu đầm này là may lần thứ hai nè. Mấy chị coi nó xếp ly dưới cái đầm cổ tim rất là đẹp nè. Xếp ly chở vú á. Đó, nó xếp ly rất là đẹp ha. Rồi đầm cổ tim vải co giãn phom rất là đẹp nha. Áo tay phồng nè. Nói chung con này dùng từ điểm 10 cho chất lượng nha mấy chị nha. Bỏ vô trong đây. Điểm 10 cho chất lượng ha. Trời ơi, xả bộ size L của bà nè. Sung sướng cuộc đời quá. Ừ, tới giờ xả hàng lại mà sung sướng cuộc đời. Phải hết size L rồi đó. Nè, bộ chân váy nè 260 đưa lại cho mấy chị coi lần nữa. Bộ này là Bích Thủy mặc bộ này đi Bích Thủy. Cưng lắm. Bộ chân váy nè quý vị, đẹp không? Nó rủ rất là đẹp luôn ha. Ở trên kèm với lại áo có tay nè. Bộ chân váy 260, bộ đen phối rêu 250 và đầm thì 280 nha. Có chị nào ở đây chưa có người yêu không, em làm mai cho nè. Đây, làm mai cho mấy chị đó, 85 tuổi đó, hồi người mưng mỉm mình đó thấy chưa. Ai chưa có người yêu giới thiệu cho 85 tuổi đó, đẹp trai chưa. Chân mà không có cái đó nguyên bộ mẹ mặc không được đâu. Áo nguyên ngắn mẹ mặc không được. Nè cho Bì nè Bì. Đó 85 tuổi nha. Ai chưa có người yêu nói em làm mai nha. Nha ai có chưa có người yêu nói em làm mai ông nội cho nha. Trời ơi Mai Ngọc cười ý trời. Đầm cổ tim của Nguyễn Anh Nguyệt kìa. Say thế lờ. Trời ơi cười hô hô nữa. Bà nội Mai Ngọc ơi. Sao rồi chị cóp luôn 85 tuổi không, em giới thiệu ông cha chồng em cho chị nè. Mai Ngọc, sao chị ý chị thích sao? Ý chuyện sao nói tiếng đi nè, nói tiếng đi, nha. Bi trẻ mạnh đi bưng cái bao riêng này lại cho chị. Ống bát riêng ống bát 150 ngàn, nha. Gu 85 kg đăng ký luôn Hỷ Yên, đăng ký luôn đi, đăng ký luôn đi chứ sao nữa? Gu 85 tuổi nha. Gu này là thua thích mắt nếu nếu thôi đó, có dùng nếu có mắt nhậu thấy mẹ luôn. Chắc chết quá. Alo chị Thanh Trần. Bộ đấy còn không, lấy ba bộ cho bà
tài trị 95 chứ. Bộ đấy còn không là bộ gì vậy? Bộ dây còn không lấy ba bộ là bộ nào á chị Hồng Hạnh ơi? Chắc chết quá em vừa không. Xế chân váy có size Thảo Hiền Trương này, size L là gái, còn có một size L à. Trời ơi, size này đẹp lắm. Thảo Hiền Trương 260 của Thảo Hiền Trương là có phải size L không? À, áo đen ý em vừa không. Đây nè, bộ mà đâu phải áo chị, bộ. Cái này là bộ, chạy để em cho chị coi là size đen phối riêng nè. Bộ này chị, bộ này dịu dàng lắm. Bộ này là phải mang với lại xong đan dây á, với lại búp bê đồ là sang lắm nha mấy chị nè. Đẹp không? Đây là nguyên bộ nè. Em nói mấy chị nó rủ đẹp lắm. Nó rủ ra cái form đẹp cực kỳ. 260 gu 63 tuổi là Hiền Hồ, gu 85 tuổi là của Yên hả? À, đầm chân váy có size của anh Lê. Chị anh Lê có size nha. Hôm nay bán hàng đắt quá, bán luôn nội. Bán luôn nội luôn. À, bộ 75kg, à, bộ chân váy hả chị Ánh Nguyệt? Ok chị nè, bộ này gần hết rồi nha. Ánh Nguyệt 260.000 của chế Ánh Nguyệt. Hôm nay là em may gu mới cho mấy chị không luôn á. Em không có theo gu cổ truyền nữa. Em chơi gu mới hết, đính đá, dát vú, dát ren, dát cái gì em dát hết nha. 68kg có sai rồi. 68kg có sai. Bán đây kéo 45.000. Nè, xếp đen phối bè phối không? Nằm bên ba đi. Quên mẹ nằm đó rồi. Nè, lấy cho chị Đặng Hồng Hạnh size L, hay L chị. Thôi size L đi, còn bộ size L cho chị Hạnh nè. Đặng Hồng Héo. Trời ơi, có tiền không mà mua đồ nhiều dữ. Bộ đó mà đi, bộ đó mà đi Đà Lạt chụp mang thêm đôi xăng đan nữa nha chị nha. Chết thằng nhỏ dưới ghi. Em đang có hai đôi xăng đan hàng Quảng Châu mà xăng đan qua ngang á, size 40. Để qua cho chị chọn đôi rồi còn đôi em bán cũng được. Nè, hồi nãy chị nào hỏi bộ đen. Hồi bữa giờ em may đen phối bò, đen phối trắng, và hôm nay em may đen phối rêu. Phối rêu tại vì bộ này ai mặc cũng kêu gọn hết, cho nên em may thêm nè mấy chị ha. Vải áo, vải quần đều coi giãn nha. Kèm với lại quần dài, bộ này 250.000. Đây, bộ này 250.000 nha quý vị nha. 250.000 bộ này. Chế nào chốt bộ đen phối rêu chốt giùm em lấy một bộ. Kiểu anh lấy size XL thôi, chừng nào chọc em đổi size cho chị cho nó đẹp. Cái bộ này mặc thùng thình nó xấu lắm chị anh, em thấy dáng chị anh gọn rồi. Anh Lê 260 nè. Anh Lê 260.000. Em tới ngày làm Chu có đi đâu? Em tới ngày làm Chu có đi đâu? Trời ơi, bà, tôi nhốt bà chung với bà Na Nguyễn là được rồi đó. Hai bà một lần comment là tôi muốn chết luôn. Nửa khuya mà nó đi nhắn tin cho em mấy chị. Chị Yên ơi, yêu em làm đi. Cái gì yêu em đi? Yêu em mà yêu em đi chị Yên ơi. Trời đất ơi, nửa đêm mà nó bệnh hoạn, nó nhắn tôi vậy á mấy chị, tôi đâu dám đọc. Tôi sợ nó hiếp dâm. Rồi lên nguồn riêng 150 nha. Bả kêu là chị Yên ơi làm yêu em đi. Mà bả chuyên gia là mình ghi sai chính tả. Chị Yên ơi yêu em đi chị Yên. Trời ơi, nửa đêm nửa hôm. Mày hồn bả con gái cho bả đàn ông, chắc chồng tôi đúng thay mắt. Mắt trước uống răng môi lẫn lộn, môi đi trước răng lẻ lướt theo sau luôn á. Trời ơi là trời. Em thấy dáng chị Yên mặc áo hai dây là đúng. Thích mặc áo hai dây nha. Thích mặc áo hai dây. Ngồi đi chị nào mà cần U85 nói em nha. Dạ rồi đó. Rồi lên quần riêng 150 đi. Hôm nay quần ống bóp nhiều lắm. Hôm nay quần ống bóp rất là nhiều. Quần này chốt cho chị gì? Chị Hương Thùy nè. Quần này chốt cho Hương Thùy không có rách nè. Ống bóp L88 mà không rách, chốt cho Hương Thùy. Hương Thùy 150.000 của Hương Thùy nè. Ghi chữ đẹp đẹp đi ơi. Quần riêng đi. Chị chờ qua nay rồi chị ok. Chị xung phan em lên nè. Tại em lên cho nên em mới like chọc thứ hai nè mấy chị. Trời ơi má ơi, quần này bị lỗi rồi. Dắt lên ghế đi lùng ơi. Quần này bị lỗi rồi, một đường ở sông mông rồi. Nè quần này giống quần đó nè. Đúng rồi, dắt lên đó. Quần này giống quần đó nè. Quần này size lớn nha. Chế nào size lớn mặc quần này là trúng mánh rồi nè. Chế nào size lớn mặc quần này là hơi bị trúng mánh là ống phát nè. Ống phát mà xanh đen mà có 150.000 à nha quý vị. Rin co giãn nha. À,
áo đang mặc là bộ mà em hết rồi chị Phương Vũ. Bộ này về có 120.000 à, khách lấy nó trơn kèm cái quần nữa. Khách lấy tan nát đòi gái rồi. Eo này là 102 tới 106 nè. Eo này là chế nào mà khoảng cỡ 85 đến 90 kg, mặc con quần 150 nè, em nói chị ra đường xỉu luôn. Eo 102 tới 106 nè. Eo này là khoảng 85 90 kg là khoảng nha. Khoảng 83 đến 90 kg là eo này nè. Quần co giãn ống bát mà có 150.000 ha. Quần co giãn ống bát 150.000. Có bộ chân váy không lấy chuyện bộ. Để tối qua kho bên kia đi chị. Bên này để ít đồ lắm chị Thanh Thảo ơi. Bên này hiện giờ em đa số em để riêng với lại áo sơ mi không mà chị Thảo. Để tối hôm qua kia chị kêu đưa mấy set chân váy lên, em lấy set chân váy em đưa lên cho chị coi nha. Bên này không để. Bên đây không để. Em nói thiệt với chị Thảo chứ mấy cái set chân váy là bao nhiêu tuổi mặc cũng được, mặc hắc dáng á. Hắc dáng cực kỳ nha. Bé bé lùng lên lấy cái cuộn băng keo xuống với con cho chị Bigi nè. Bigi rồi sắp ngay chỗ sát bên lo nè. Eo 112 đến 116. Eo 112 đến 116 nè. Con quần này là nó phối như vậy nè mấy chị. Con quần gì là nó như thế này luôn. Đây nè mấy chị coi nó phối nè. Nè mấy chị coi cái gon nó tự phối nè. Cái gon của nó là tự luôn nha mấy chị nha. Đây, quần này size nhỏ rí. Size nhỏ xíu, size có chút biếu. Quần này là eo 86 nè. Quần này eo 86. Bi dắt cái quần này lên trên thành cầu thang luôn. Eo 86 quần này. Quần này cũng sao mấy cái này nó lỗi lỗi hết này, nó lỗi hết đường ngang này mấy chị thấy không? Dắt lên luôn Bi ơi. Để đi trễ hàng chứ bán này tụi nghiệp mấy chị. Bán này đồng ý 150 150 nhưng mà hàng này bán nó kỳ lắm. Nhỏ xíu anh thương. Dắt lên luôn Bi ơi, thôi đợi từ từ đây chút nữa dắt lượt cho mày đứng lên ngồi xuống, cái eo mày nó nhỏ nữa. Nó ủa gì kìa Bi, nó ủa gì kìa, lên cứu nó đi. Gán tiền đi. Đừng lát kêu đó mày dán tao xỉu á. Ôi mày khùng hả, nó dán nó dính cái keo vàng vô cái quần mày hư nữa, mày còn điên. Nè chút nữa mấy cái xếp mà đen nó bị dán băng keo qua Bi ghi cho anh Phước dễ thấy đi Bi. Tội nghiệp ổng. Ốm gầy mòn á. Quần này quần ống bát xanh đen nè. Quần này eo 115. À eo này 90, 95, 98 kg nè. Ống bát eo 115 nha. Bát eo 115. Rồi quăng cái gì cái mà bút lông mày con. Eo 115 nè, chờ đợi Bi đã xuống nghe. Không nhớ nhiều luôn á. Eo 115 quần này nè. Eo này tương đương là 95 kg nè quý vị. Eo này tương đương 95 kg nha. Mấy chị có thể ở lại đây một mình hai chúng ta để livestream được không? Con này cũng vậy nè, lỗi luôn à. Nói ra đi những suy tư nè. Buồn phim. Nè rin bạc mà ống bát nè. Rin bạc ống bát mà có rách đầu gối nha, 150.000. Rồi bà chắc bà vú bà tưởng đâu cục giấy lộn bà quăng thùng rác không. Quần này eo 104 nè quý vị. Eo 104, 105 nè. Nè mấy chị coi phân quần nè. Ống bát rin bạc ha. 104 tới 10, eo 105 nè. Eo 105 là khoảng cỡ 85-90 kg. Eo 105 là khoảng cỡ nhiêu đó nha mấy chị nha. Khoảng cỡ nhiêu đó đó. Nhiêu 112-116. Ghi 114. 114 cái chỗ đâu ghi. À, đầm đen của tim 87 kg có size chị Trang Trâm nha. Đầm của tim em có size từ 60 đến 100 kg mà size của chị là XXL, có nghĩa là XXL. XXL là size 80 đến 90 kg đó chị Trang. Đây nè Thủy. Đẹp không? Thủy mặc cái quần đây là xuất sắc luôn á Thủy. Không có điểm trừ luôn. Thủy mặc cái quần đây là ta nói bao nhiêu chàng trai xây đắm, thằng chồng quýnh ú con mắt hả? Rồi tiếp tục nè, chị nào mà qua giờ chờ quần nhỏ thì đây.
đẹp chưa? Chị Thanh Thảo Quảng Ngãi đẹp chưa? Nè, Helen Thảo đẹp chưa? Trời ơi, quần này không có dài luôn, đẹp chưa? Ê, lại quần này cho chị Tuyên Nguyễn cá chứ không bả chửi bả đòi đập điện thoại nữa. Quần này eo khoảng cỡ 90 đến 95 nè, Bích Thủy 150 ngàn nè, quần này đẹp lắm luôn, Bích Thủy dáng mày mặc con quần này điểm 10 luôn á. Tao nói thiệt mày có mông nữa đó. Con quần này 150 đẹp tá cháy một chiếc chó luôn. Nói thiệt con quần rinh bạc mày cũng vừa, quần rinh bạc 100 mấy mày không vừa. Khoảng 101 thì mày vừa. Nè, eo 90 đến 95 nè. Trời quỷ đất thần ơi, con quần này không lấy lấy cái gì mấy chị? Em hỏi thiệt á, con quần này mấy chị không lấy lấy cái gì nha? Quần này không lấy lấy gì giờ, đẹp không? Trời ơi là trời, tao nói đẹp xuất sắc luôn. Nè, chốt quần này cho chị Tuyên Nguyễn nè. Chốt quần này cho Tuyên Nguyễn nè, 150 ngàn. Không bà chửi nữa. Cái gì ạ? Bà bắt đại bác gì vậy bây? Ủa mấy chị có còn coi em live stream không? Mấy chị em đi ngủ giờ đó thiệt. Hello hello, có ai ở đây thấy em không? Không thấy em chuyển qua làm mai ông nội nữa giờ đó. Hello, mấy chị có thấy em không? Nhắn tin cho con quỷ út trẻ cái con mena canh xuống cái phòng live cho tao kẹo đầu tao bôi voi nó liền. Mấy chị ơi, mấy chị có thấy em không? Con này là con xanh đen nè, xanh đen quát nè, xanh đen quát đẹp ha mấy chị ha, xanh đen quát thì eo 90. Ai thấy em không? Lấy eo 90 trở lại thôi, đây là eo 90 nè chị, eo này eo 90 nè. Chị Thanh Thảo Quảng Ngãi 150 ngàn em 90 nè. Ai thấy em không? Cho em cái váy đấy nhé, váy của tim hả chị Trang Trâm? Đây nè, 150 ngàn. Chị Trang Trâm, nhà em là không cho kiểm tra hàng khi nhận. Chọc rộng gì báo Yên, nhận hàng xong báo Yên ý yêu đổi size, chị ok không? Chị chốt. Chị ok bấm lên em từ chốt, không ok bấm lên là chị không lấy. 150 của chị Thanh Thảo Quảng Ngãi. Eo 90. Để lại em. Tiếp tục. Con này con đen nè, con này con xanh đen nè. Xanh đen trơn. Xanh đen trơn. Xanh đen trơn, eo này là eo 92, 90, 92. Eo này là eo 88 đến 92 nè, con này đẹp quá trời luôn, chốt giùm em con xanh đen. Xanh đen nha. Ai chốt xanh đen chốt giùm em xanh đen giới nha mấy chị nha. Này có được mấy cái á, mừng quá. Con này có được mấy cái mừng quá trời luôn. Có hàng bán 150 ngàn quẹo lựa nha quý vị nha. 150 ngàn quẹo lựa để em để cái đồ 150 ngàn ra chứ không nhắc bị dồn. Nè em có một cái con quần xám, xám, xám bạc. Nè mấy chị thấy không? Cái này nó vừa là xám mà nó vừa là màu gì em không có diễn tả được cái màu này. Nhưng mà con này size nhỏ lắm mấy chị, size nhỏ xíu, cách chút béo em thương. Đò đi qua bên eo 88. Con này eo 88 nè chị Thanh Thảo Quảng Ngãi, mà chị coi cái ống nó đẹp không? Nè chế nào eo 88. Múc cái con màu xanh, màu xám bạc cho em. Xám bạc nha. Đẹp không mấy chị, nó không phải trắng, nó cũng không phải kem nha. Mà nó là màu xám bạc. Mà con này eo 88, 150 ngàn. 150 ngàn eo 88 nha mấy chị nha. 150 ngàn eo 88. Có hai con nè. Eo 88. 150 ngàn eo 88. Con này cũng eo, con này eo 90. Hai con né né nhau quá quý vị. Hai con né né nhau xám. Chốt giùm em xám trắng đi. Ừ, chốt cho cái màu xám trắng đi cho nó lẹ lẫm nha. Xám trắng, chị nào chốt xám trắng chốt giùm em xám trắng. Lên một con quần ít co giãn, lên cho mấy chị con quần ít ít co giãn thôi ha, nhưng mà đẹp. Ừ, nó ít co giãn nhưng mà đẹp thì em vẫn hốt nha. Có 150 ngàn không hốt, hốt gì mấy chị. Con này eo 92, con này chị Thanh Thảo Quảng Ngãi mà thích thì hốt nè ha. Chị
ơi, không lấy bộ chân váy, em lấy bộ đen, áo đen có viền xanh, à là đen phối rêu quá ha. Rồi lấy cái bộ của Thu Nguyệt 260 lại đi. Đen phối rêu quá chị. Nguyễn Thu Nguyệt mà bộ 260, đen phối rêu. Chút nữa mày kéo miếng băng keo vàng mày đi về nhà cho anh Nguyễn Anh Nguyệt đúng không? 260 không? Rồi kéo miếng băng keo vàng đi tên cho anh Phúc thấy đi. 250. Nguyễn Anh Nguyệt 250. Dạ chị không mặc rắp. Dạ ok chị. Là chị lấy cái bộ này đen phối, đen phối rêu ha. Đen phối rêu. Cho coi lại quần xám. Đây là Nhung Lâm. Con này đẹp quá trời luôn. Nhung Lâm coi vải nè. Đó xám trắng nè. Đẹp không? Vải jean này đẹp lắm. Vải jean này điểm 10 cho chất lượng luôn ha. Vải jean này là điểm 10 cho chất lượng. Ok chị. Em có một đống con quần quần sọt á. Chị Thanh có mặc quần sọt không ta? Nè quần ống bóp tiếp nè mấy chị. À nghĩ sao quần ống bóp điện gì mà bị kén ghê á. Kiểm tra hàng không có kỹ. Còn lại đây một mình hai chúng ta. Eo lấy eo 88 của Nhung Lâm thành phố. Cái đó khỏi kéo băng keo. Này eo 90-92 nè. Con này đẹp rồi nha mấy chị. Con này mặc lên xăng lên khoảng cỡ 1 like 2 like mang giày thể thao ha. Chị Thanh có mặc đầm hàng xúc không? Mặc đầm yếm hàng xúc không? Đầm không có tay á chị Thanh. 101 ngàn có mặc không? Em đưa cho coi nè. Tiếp tục. Chốt giùm em quần đen nha. Quần này size lớn nè. Xanh đen không rách. Quần này size bự bự nè. Quần này size chị Nguyệt mặc vừa nè. Quần này cũng không vừa. Quần này eo cũng có 92 thôi. 90-92 là quần này nè. Xanh đen này chỉ có rách ở. Xanh đen này chỉ có tua ở dưới chân thôi nha. Ông nội ăn cơm đi. Ông nội mắc cỡ gì vậy? Lên. Có đo. Cô đô. Lên. Hai bà nhắn cái gì vậy trời? Hai bà nhắn gì á? Không hiểu gì hết trơn rồi. Có đo. Lên. Không có hiểu. Chưa hiểu. Nói tiếng Việt đi. Hai chế nói tiếng Việt giùm em đi. Mấy con này mấy chị mặc lên cưng quá trời luôn. 150 ngàn. Đây. Một con quần ống nhỏ rách một đường ngay đầu gối mà vải đẹp không? Trời ơi, chủ yếu là chế nào vừa thôi. Chủ yếu là chế này. Em lấy xanh đen. Xem là không có bóp. Em bảo xám là không có bóp à, đúng không chị? Đúng rồi. Xám này không có bóp, xám này ống nhỏ. Lấy cái xanh đen này của Mai Ngọc 150 nè. Cái xanh đen này Adela xanh nè. Trời ơi, con tôi nó bé, tôi quay camera cho mấy chị coi rồi. Con tôi nó bé, nó nằm rồi, trời ơi là trời. Mấy chị mua đồ giùm em, cái chứ nó bán giờ nó nằm luôn rồi. Adela xanh nè. Đi Adela xanh đi con Bành Thị Lùng kia. Có bộ đồ sọt bên ho này không có, trời ơi là trời. Chị được mấy cái quần sọt rồi. Chị tối nay em làm bill em kiểm tra được không chị? Thiệt, nhà em đây không có người. Anh Tư đi về dưới đi ăn đám cưới rồi, nhà em chỉ có em. Bé Lùng với bé Bi không kiểm tra được chị Phượng. Tối nay em làm bill cho chị rồi, em tính bill cho chị rõ ràng nha. Thiệt á. Giờ chị hỏi em không kiểm tra được. Nó nằm kho bên kia rồi. Chị đừng có giận em. Nói thiệt lòng luôn á. Giờ giận đi kẹo đầu đi tu luôn. Trời ơi em ho. Miếng eo 100 nè quý vị. 75-80kg nè đẹp không. Trời ơi coi quần nè. Quần này không chốt 150, không chốt, chốt gì. Chốt giùm em eo 95-96-100 quần này. Quần này hơi bị đỉnh nha mấy chị nha. Em nói mấy chị là quần này là điểm 10 cho chất lượng nè. Eo 95-100 quần này. Hồi nãy Vy có ôm ba quần riêng quang Vy? Có. Đâu? Chị giấu đâu rồi? Đây nè. Rồi để. Eo 95-100. Riêng xanh đen không rách, eo 94 không tới chị. Quần ống nhỏ eo 90-104, quần ống nhỏ eo 90-104. Lấy quần này nha chế. Lấy quần này nha chị Ánh Nguyệt. Ok không? Nguyễn Ánh Nguyệt
90 rồi chứ, không tới 92 chịu Huỳnh Vy. Cho nên Huỳnh Vy đợi cái mẫu khác giúp em nha. Không gấp đợi mẫu khác, cái mẫu đó không có vừa nha. Còn lại em có mấy khung quần mà eo eo nhỏ, eo 50-55kg trên cầu thang kìa. Chế nào lại muốn coi thì nè, cái này là không gấp nè. Cái này quần xám, quần xám không gấp ống nhỏ. Quần xám không gấp ống nhỏ nha. Không phải ống bán. Quần này 150.000 luôn. Quần này hôm qua mấy chị dành quá trời nè. Quần này eo 100-104 nè. Nè 100-104 nè, xám, lông chuột không rách. Eo 100-104, 150.000 quần. 150.000 quần này nha quý vị nha. Yên áo chị chọc tay quá, số mấy chị? Không có quần chính tấc, hồi nãy chị lấy cái con đó là nếu săn lên một like là chính tấc á. Eo 90-195-100 của chế anh Lê, con quần này anh Lê đẹp lắm vậy anh Lê. Quần này chị anh Lê về mặt hiền luôn, 150 của chị anh Lê nè. Lấy 100 cho chị. Không thấy chị ơi. Không thấy chị comment luôn. Chốt giùm em lông chuột nha. Chốt giùm em lông chuột eo 100-104 nha, lông chuột. Lông chuột eo 100-104, hello Trúc Lê. Không thấy comment chị Phượng ơi, thiệt lòng luôn, thiệt lòng không thấy comment. Lông chuột 100-104. Ai chốt lông chuột 100-104 em quẹt ra quẹt gạt lại hoài mà không thấy comment luôn á. Chứ em thấy giờ ai chốt em mừng muốn chết mẹ luôn. Quần eo 84-86 đi chế, đợi em chút chị Mai Ngọc. Chốt lên con nào mình quất con đó nè chị Ngọc. Con này eo 100 nè, lông chuột eo 100 nè. Lông chuột không rách eo 100. Còn con kia eo 100-104 nha. Lông chuột không rách eo 100. Lông chuột không rách eo 100. Ai eo 100 báo giùm em eo 100 dấu nha. Quần này chắc Bích Thủy vừa nè. 150.000 quần xanh đen, quần đen viền vàng. Quần này size 95-100kg. Đen viền, xanh đen viền vàng. Xanh đen viền vàng size 90-100kg, xanh đen viền viền vàng. Áo chị mới mua 100k đó, chụp hình báo qua đi chị My. Mua lâu rồi mà chị kỳ ta, lên trên này làm sao em biết áo nào để em đổi chị được. Lên trên này làm sao em biết áo nào để em đổi cho mấy chị được, hiểu không? Đo eo coi nhiêu, ok. Con này đẹp. Con này đẹp là Thủy phải co giãn nữa. 116. Eo này 116 với Thủy. Rộng 1cm. Nè của Bích Thủy 150.000 nè. Má con này gì chốt phát lên cái áo thun nữa chết Thủy. Con này 115. Ủa mày không mặc con sọt hả? Rồi cũng dúng con xanh đó nhưng mà xanh này không có việc. Cũng dúng như con xanh đó mà xanh này không có việc ha. Mà xanh này vải coi giãn thì đỉnh. Con xanh này eo nhiêu? Con Thủy mới chốt đẹp. Con này eo 112-114. Con này eo 112-114. Eo 112-114. 112-114. Rồi xong. Lời cái giọng tôi like là lời ru của mày ngủ nghe mấy chị. Tao hiểu rồi, chắc tao tán mày một cái chắc mày dớt chủ điện nhá. Muốn mua cái màu xanh eo 96 lấy chị một cái. Em lấy cái quần đó là quần nào Khang Phúc? Khang Phúc nhiêu ký ta? Em lấy cái quần nào? À đây á, eo 112-114 của Khang Phúc nè. Dạ ok Khang Phúc nè. Để em kiếm cho chị có, em la làng la xóm lên nha chị. Tại vì em thấy qua chốt cũng nhiều, bữa nay đâu dám kêu chị. Con này cũng đẹp mà size nhỏ nè. Con này ống bóp đẹp mà size nhỏ nè quý vị ơi. Bóp đẹp size nhỏ nha. Size này chắc 86 à. Để lại đây. Eo này 86-88 nè quý vị. Đẹp không? Đầu bé có một con thôi nha. Trời ơi đẹp quá đẹp ra chị gì đó ơi. Bà còn dây bốt không yên. Còn hai đôi. Còn trên lại lầu á. Để mai 21 đi, trưa mai rảnh rảnh thứ hai đi. Tao đi hàng hết khuya hôm nay. Trưa mai rảnh rảnh tao sale cho cái đống giày còn lại để. Đang về lô Quảng Châu mà đi đường biển á, đi đường rừng á.
Con này giờ bán cho mấy chị 100 ngàn là chịu không? Nó bị lỗi nè, thấy không? Nó bị lỗi một đường chỉ nè, eo 86 tới 88 bị lỗi một đường chỉ. À, ngố thì chưa về kịp chị Xuyên ơi, ngố là em phải về hàng xưởng chứ hàng xuất không có. Để mai 24 em ré em gom tiền bóc tiền góp tiền dây em gom một dây tiền góp em về cho mấy chị lô chín tóc với quần bảy tóc nha, mấy chị đang hỏi quần đó đúng không? À, bill em chưa gửi, bill em đang đợi lấy cái mai gửi hàng lấy cái bộ chữ U bên Bích Thủy về chị đưa qua cho em, đợi thứ ba đi em nha, đợi thứ ba đi anh. Long chuột và chị Hồng Điệp không vừa đâu chị, Hồng Hồng Điệp với em 101 nha. À, để mai giao hàng Bích Thủy đưa bộ chữ U về. Lấy quần này 100 ngàn cho Mai Ngọc nè Bi. Quần này 100 ngàn của Mai Ngọc. Nè mấy chị coi quần nè. Quần này co giãn đẹp ơi là đẹp luôn, mà form đẹp lắm. Không có rách. Đẹp không mấy chị? Trời ơi mấy chị cầm con quần này ở ngoài nhẹ nhàng đẹp lắm. Mấy chị thấy cái lưng nó kiểu không? Thấy cái lưng chữ V không? Lưng chữ V. Chốt giùm em quần lưng chữ V eo 86 lấy cho chị rồi. Bán cho chị 100 ngàn nó bị lỗi đó. Em trẻ sửa thì bán chị 100 ngàn. Quần này eo 96 tới 100 nè. Eo 96 đến 100 quần này ha. Chốt giùm em eo 96 tới 100 nha. Chốt lẹ cho chốt lâu lâu em không có nhớ nha. Chốt lẹ cho chốt lâu lâu không có nhớ. Nè xanh đen viền nè, còn con nè là size nhỏ. Ống này ống suông nè. Ống này thì của chị Adela xanh vừa nè. Adela xanh ơi, chế còn ở đây không Adela xanh? Em chốt con này cho Adela xanh nha. Em chốt con này eo 95, 97, 98 cho Adela xanh nè. Adela xanh rồi. Em ưu tiên Adela xanh trước nè. Tại chị này đi dạy á, chị còn cái quần này mà qua giờ chị hỏi hoài luôn. Tại vì em chỉ chờ 4-5 ngày nay. Adela xanh eo 95, eo 95, 97, eo từ 94 đến 97 nè Adela xanh. À, cao có hỏi quần 7 tóc không trả lời. Có mượn tiền góp hỏi chế là có nha. Mai bóc cho em dây 50 triệu. Hàng em 20 triệu không si nhe đó. Hàng em một ngày lấy hàng phải 50 triệu. Chế cho em bóc không tiền lời 50 triệu. Đó. Ok chưa? Thôi quá ok luôn. Đây quý vị ơi, bóc không tiền lời luôn. Em chơi lớn với chị luôn đó. Bóc đi chị cho em bóc đi. 9L 95 L 95 ống suông. Rồi không ai trả lời tôi luôn. Ưu tiên cũng không ai trả lời ống suông luôn. Tôi giận thiệt hết chứ. Buồn thì Adela xanh ơi, chị trả lời em tiếc cho em đỡ nhục được không chị? Rồi không ai chốt luôn. Ưu tiên cho cái tập trường ưu tiên cho mày vừa lòng mày Yên ơi. Mày vừa lòng mày nha, vừa lòng mày nha. Có eo 70 không hả Huyền? Có mà chị không dám lấy hàng về. Lấy eo 96 đến 100 cao kim phượng. 96 tới 100 là quần, quần này hả chị? Là quần này hả chị hả? Là quần xanh phải không chị? 96 tới 100 là quần này đúng không chị Cao Kim Phượng? 150 của chị Cao Kim Phượng nè. Eo 70 không có Huyền ơi, thiệt chị không dám lấy hàng nó về luôn á. Tại vì bán biết sai á. Rin eo 95 của Huỳnh Vy nè. Trời con này đẹp quá Huỳnh Vy ơi, 150 ngàn. Con này đẹp dữ dội luôn á nè. Cho Huỳnh Vy coi gần nè. Trời ơi đẹp dữ dội luôn á chị. Huỳnh Vy 150 ngàn coi Huỳnh Vy nè. Trời ơi tôi bán chết mẹ con tôi, nó ngồi nó bắn đại bác. Ủa Huỳnh Vy có dấu không? Huỳnh Vy có dấu y ngắn. Không có tiền lời chắc ta. Cho em làm cái gì có tiền nó trả tiền lời chị. Chị bóp chú em, chị muốn bóp cái gì em cho chị bóp miễn phí luôn á. Chị chỉ cần cho em mượn là được rồi nha. Chị chỉ cần cho em bóp tác họ 50 triệu không trả tiền lời. Giờ chị muốn bóp cái gì em cho bóp á. Chị muốn bóp giấy em cho chị bóp giấy luôn. Thiệt. Thời ưu tiên chị quá luôn chị My. Thiệt cho em mượn mà không trả tiền lời là quá dễ thương luôn á. Bán tiếp đi để không bả chửi nữa. Em còn con quần ống bát nè. Đẹp không? Một con. Quần này biết hạnh dừa nè. Quần này eo 88. Eo 88 có một con 150 ngàn. Đẹp không quý vị? Co giãn nữa ha. Chốt giùm em là bát eo 88. Chốt giùm em ống bát eo 88 nha. Ai chốt ống bát eo 88 chốt giùm em. Chưa có chị, bát của Kelly Nguyễn nè.
bác của chị Kelly Nguyễn, mấy cái bộ đen bi nhớ, quần đen bi nhớ kiếm băng kêu vàng cho anh Phước dễ thấy nha. Nè, ông bác của Kelly Nguyễn là tội nghiệp chồng tao. Thì yên tâm, ba đi câu cá mà tội, kệ lâu lâu cho ba đi với tội nghiệp con. Con thương ba hả con? Ba ra đi chơi. Ráng hay cuối tuần này thứ bảy chủ nhật chị cho nghỉ 2 ngày hứa. Mày không muốn thứ bảy thứ chủ nhật tuần sau nghỉ đúng không? Đúng không? Rồi ok, tao làm. Tao hứa là thứ bảy chủ nhật tuần sau tao cho nghỉ. Đi âm lại đám vỗ bác thắng. Thứ bảy chủ nhật đám vỗ bác thắng. Nghỉ like. Con ghi vô đi, con thu âm đi. Thứ bảy chủ nhật đám vỗ bác thắng. Nghỉ like. Cho hai đứa đi chơi buổi thứ bảy được không? Trời quá đẹp luôn á trời. Dạ. Nhưng mà dịch đi đâu con ở nhà chơi. Nè quần này của chế Mai Ngọc nè. Quần này của chế Mai Ngọc nhưng mà quần này nè. Quần này của chế Mai Ngọc nè. Đó ở sau lưng nó bị gì nè. Em tính chế Mai Ngọc 100.000 nha. Nè tính chế Mai Ngọc 100.000 đi. Giỡn chút thôi chứ Yên bán quần mặc ok. Sao mày giống con Thư quá à? Sao giống Thư, sao sao chị giống Thư gì vậy? Giống Thư gì? Nè em có một con quần nè. Em có một con quần bụng chữ V nè. Đám vỗ anh chồng được. Đám vỗ anh chồng Bình Phước mà năm nay không. Tại vì hổm giờ á, từ Tết tới giờ là tao rước anh Thắng về thờ ở Thủy. Hứa với ổng là Tết, hứa với ổng là Tết em làm bàn thờ xong em rước anh về thờ nha. Còn có mấy ngày nữa tối tối tao đang lưỡng lự, tao lưỡng lự là để thờ cha thờ mẹ hay thờ ổng, tại dưới đó vợ cũng không thờ. Vậy mà nằm mơ thấy liền luôn, mà đời nào mà nằm mơ thấy ổng. Cái xong chị gọi xuống sư phụ nói là con có muốn thờ hay không, thì mình cũng nói hồi xưa mới ở với anh Phước là đi xuống Bình Phước, hai vợ chồng có 500-600 ngàn mà đi chiếc ấp đi la cũ xuống Bình Phước cúng á. Thì cũng nói nguyện vọng là nếu anh phù hộ tụi em làm ăn được rồi vậy em lo cho mấy đứa nhỏ, thì lo cho con biết con ổng á, là cứ hỏi rồi sau này đi. Đó thì nói vậy sư phụ nói nếu con thích thờ thì phải thờ. Vậy đó sư phụ nói vậy cái thờ anh Thắng. Hút thuốc như xe thuốc, đơm. Cho một điếu bên ông địa, cho một điếu bên ổng là bên ổng lúc nào cũng hết. Bên ông địa còn nửa điếu đó. Hút thuốc như xe. Hút ta nói ung thư phổi luôn. Thiệt. Thì giờ dịch đó. Eo này 96-100 nè. Quần này không rách nhưng mà co giãn nè. Eo 96-100. Mấy chị ráng giữa tuần hoặc cuối tuần em về cho mấy chị lô 7 tấc với 9 tấc nha. Năm nay đáng lẽ đi xuống dưới mà bà giờ ổng nói giờ dịch quá thôi đừng có đi xuống. Chứ chị thì chị cũng muốn xuống với ổng. Chị cũng muốn xuống với ổng tại năm xuống có một lần cái mình sợ nhà anh Thắng chờ á. Nhưng mà thôi nói là trên đây thờ rồi thôi năm nay cúng trên này cũng được Thủy cho nên là thứ bảy chủ nhật cúng nè. Qua cho giống nó mượn lâu chứ đâu phải không trẻ đúng rồi. Trời ơi đúng rồi chị ơi. Mượn lâu chứ ai xù nợ. Chị thấy hôm qua em live stream, hôm kia em live stream không mấy chị. Đù má nhỏ nó gọi vô con mi gì đó. Phú Yên gọi vô. Alo chị Yên nhớ em không? Chưa kịp trả lời nhớ em không luôn. Mình mới bắt lên alo. Alo chị Yên nhớ em không? Cho em mượn 10 triệu nha chị. 4-5 năm không thấy gọi. 3-4 năm không thấy gọi điện. Gọi câu đầu tiên là vậy á. Đồng ý ai nợ, ai khó khăn cũng nợ con ơi. Mình lúc nào cũng có thể mượn tiền được nhưng mà mượn sao vô nhân đạo, vô đạo đức mà vô tri vô giác quá. Thiệt á. Có con quần size nhỏ nè, eo 80. Có con quần eo 80 nè. Đó, quần này eo 80 nhỏ rí rồi nha mấy chị, 60 kg nè. Có con quần ống bát nữa nè. Quần này nãy Bích Thủy lấy nè mấy chị. Quần này nãy Bích Thủy lấy. Quần này 150 nha, eo 116. Quần này nãy Bích Thủy lấy con, giờ còn con nè. Mượn sao mà kỳ cục quá à. Giúp vợ chồng nó mấy lần, vợ chồng nó bán đứng, mình bán đứng, bán nằm, bán ngồi, bán đủ mẹ đủ kiểu hết trơn. Cái này eo 101, cái này chị ấy vừa nè, chị Hồng Điệp vừa nè. Nếu chị Hồng Điệp không thích má thập dài quá thì vừa cắt lên tới đây ha. Hoặc là cắt lên tới dưới cái chỗ rách nó thành quần lửng, tùy chị thôi. 150.000, eo này eo 108-101 nè. Eo 108-101 nè, em là chúa mượn tiền luôn á mấy chị, làm ăn thất bại mà. Nhưng mà mượn cái kiểu đó nó kỳ cục lắm. Nó kỳ cục kẹo, nó vô lý lắm, vô lý nhã kỳ lắm mấy chị. Rồi lên lại tiếp lần nữa rồi mình nghỉ nha.
giờ hết size L rồi. Set này bây giờ mình hết size L rồi. Set này là áo kèm với lại chân váy. Còn đúng hai size, size 70 đến 80 kg và 80 đến 90 kg thôi. Đây. Hết size 100 kg mà hết size L dưới 70 kg. Đẹp không mấy chị, áo đẹp không? Xinh ha. Trời ơi, cái bộ này dùng từ là điểm 10 cho chất lượng luôn không quý vị. Bộ này là dùng từ điểm 10 cho chất lượng. Chút nữa còn chương trình cuối like nữa nha. Là Mai, ông cha chồng 85 tuổi. Ngồi im mới đi mấy chị. Đây, chân váy có xẻ tà ở dưới nè. Nói chung là ở trước nó sẽ như thế này, ở sau lưng tung mấy chị đừng sợ chật nha. Chốt giùm em bộ chân váy. Có cái eo 80 đẹp ghê mà không vừa. Bạn tốt đó thôi, em đâu còn thiết bạn tốt đâu chị My. Ví dụ chị em mình thương yêu nhau, lâu lâu em nghỉ ngày, chị nghỉ ngày lên nhà em chơi ăn nhậu cho nó xong cho rồi. Chị em bạn bè lúc bệnh lúc đau lúc khó khăn lúc gặp trắc trở chứ đâu phải chị em bạn bè mà điện má tới khi còn kiếm tới mình không có chị ơi. Có em chơi ít cho bền nên rồi như Bích Thủy nè, cũng khách mua hàng em rồi chị em đi chơi chung về Phú Yên rồi chơi rồi thân thiết nhau, khi buồn khi đau rồi cũng phải nói chuyện với nhau. Chị em cặp gì tụi nó chị. Bộ chân giấy bây giờ hết size L Cali. Hồi nãy mới lên hết một lượt size L luôn Cali ơi. Bộ này nếu mà Cali về là Cali chỉ có cắt cái đầm lại thôi. À, cắt bớt cái đầm bớt xè lại thôi chứ cái áo Cali cũng vừa. Nha, cái áo nó có cái bò sâu á. Chứ baby đứng dắt mấy cái này lên trên ấy nè, hàng lỗ chứ không mình không biết. Bạn bè gì kiểu đó. Nè Cali đầm 101 hàng xuất nè. Đầm yếm 101 hàng xuất nè. Dễ thương lắm, vải đẹp lắm luôn. Đầm yếm 101 hàng xuất. Đầm này chị mà chị My mặc cũng vừa nè. Bè gì? Bè chứ bạn gì, bạn cứt gì? Thôi em sống nhà em con cái với anh Phước với ông nội cũng được. Buồn buồn ra chơi hai chó cũng được cho nó ổn. Đây mấy chị. Đầm yếm. Ai chốt đầm yếm xanh chốt giùm em đầm yếm xanh nha. Ai chốt giùm em đầm yếm xanh chốt giùm em đầm yếm xanh với. Đầm yếm xanh 101 ngàn. Size 60 đến 90 kg có size. Chế nào chốt đầm yếm xanh chốt giùm em đầm yếm xanh nha. Bộ này 250 mới về nè. Đen phối rêu. Bộ này mặc lên gọn lắm nha. Em nói với mấy chị là bộ này mặc lên hơi bị gọn luôn. Chị My tí xíu chụp hình qua em đi. Cái áo nào chụp hình qua em đi. Đen phối rêu. Đây đen phối rêu nha quý vị nha. Đen phối rêu. Ai chốt đen phối rêu chốt giùm em đen phối rêu. Đen phối rêu có size 60 đến 100 kg ha. Đen phối rêu size 60 đến 100 kg. Chị nào chốt đen phối rêu chốt giùm em với đen phối rêu 60 đến 100 kg. Thôi nghỉ nha mấy chị nha, tối gặp nhau 8 giờ rưỡi nha. Tối gặp nhau, tối gặp nhau. Tối mình gặp nhau. Nha mấy chị ơi. Có đầm củ trái tim mới về, bây cho mượn đồ của đầm củ trái tim phát nữa bây. Đầm củ trái tim mới về. Hay là rồi đầm cổ trái tim nè Cali, hổm giờ lấy đầm này chưa? À, yếm xanh ai xẻ bộ chân váy thì để lời thì để mình nha. Dạ. Mai Ngọc nhớ mà Cali. Mai Ngọc 101 nè. Đầm yếm xanh vải đẹp lắm chị Mai Ngọc. Có cái đầm yếm xanh màu cam nữa chị Mai Ngọc lấy chưa? Yếm xanh kẹ nè, có yếm xanh thổ cẩm nữa nè. Chị Mai Ngọc lấy con này 101 nữa đi. Đây con này lên phát là ghiền liền. Ái tái chạy đến miếng liền. Đây. Nè Cali tập trung vô con đầm này nè. Cali đẹp không? Trời ơi xinh lắm, đầm yếm luôn ha. Vải hàng xuất đẹp lắm 101. Đó chị Mai Ngọc lấy bộ đó nữa đây. Phố đêm. Đây đầm cổ tim mấy chị coi cái nếp chỗ xếp vú đẹp lắm nè. Đó. Em nói mấy chị là mặc lên form hơi bị đẹp nha. Mặc lên form con đầm này là hơi bị đỉnh luôn. Mặc con này sẽ không thấy bụng. Con này vải hơi cứng, nó còn hồ nhiều, mấy chị về giặt một hai nước là nó mềm nhụi luôn ha. Cũng cây vải đen nhưng mà nó nhường cái khúc cuối đó, nó hơi cứng. Nhưng mà mấy chị về, mấy chị sẽ mặc sẽ giặt một hai nước nó sẽ êm màu liền. Nhưng mà con đầm này mấy chị mặc không thấy nóng nè, không thấy nóng chỗ mặt áo ngực nè, không thấy nay nè, không thấy mập nè, chị thấy béo béo tí tí thôi nha. Nhớ nha, trực báo qua cho em đi, bắp tay bự lắm. Ăn dồn như người ta ăn mặc vô cái mô bè, ăn mặc vô cái bắp tay còn ngồi la nữa. Ngồi xứ à. Đó, lời luôn của mình. Rồi sắp đồ bán được xuống nhà dưới hoặc là trên cầu thang, ở đây đừng để dưới đó.
Trời, ông Phước gì ông làm cho lòi bạn Hồng ông luôn rồi. Bồ bà ta, rồi nghỉ nha mấy chị, tối 8 giờ rưỡi gặp nhau nha. Đã lâu lắm rồi không gian. Hồng Vân em mới đi cái tỉnh đó anh à. Phải Hồng Vân không? Đúng rồi đó. Đau lưng quá, đau lưng. Hôm nay không có đồ gì nhiều đâu. Hello chị Phương Trinh, chị Phan Mấn. Hôm nay đồ về ít lắm mấy chị ơi. Thêm 4 ca mắc Covid 13 phút. Má thiệt chứ. Mấy chị nha, hôm nay hàng xưởng lên cái kho hàng xúc mà bà lá bà báo có hàng, nhưng mà sau gia đình bà có chuyện gì ở quê cái bà chạy về quê rồi, chứ không cũng lén lén đi lấy cho mấy chị bao hàng xúc. Nhưng mà giờ bây giờ tới thời điểm giờ là coi như mình còn gì mình chơi cái đó đi mấy chị. Đây nha, Phan Mấn vỏ dâu tây rồi. Phan Mấn về vỏ dâu tây, bé lấy hai thỏi son tặng cho Phan Mấn và vỏ dâu tây nếu có bill. Nếu có bill nhà em nha. Rồi. Em ơi có bao nhiêu? Sao Ngọc Nguyễn nhà bên đó, sao Ngọc Nguyễn? Nè, mấy chị ơi, tôi nói thiệt đây. Tôi vừa gần 50 bộ xét quần váy mà giờ coi nè. Bây giờ còn nè. Còn đúng một xét dưới 90 kg. Đây, và hai xét dưới 70 kg, ba xét dưới 70 kg mấy chị ơi. Là coi như hôm nay là sạch sẽ luôn. Hôm nay chắc em lấy cho chị Kim đi ạ. Chị nào biêu ít à, có đồ bộ em dặn không chị Hiên? Nè bé Hiên, à đồ để chị Hiên coi nha. Nè bé Hiên dặn chị Hiên gì không? Từ từ nha nè. Nè bé Hiên dặn chị Hiên gì vậy nè? Ta quên mất mẹ rồi. Nè bé. Nè bé Hiên dặn chị Hiên gì vậy? Để chị Hiên coi thử nha. Thôi thôi. Nè ơi dặn gì vậy nè? À, rồi, nhớ rồi. Nhớ bộ này rồi. À, để coi thử bộ nó bỏ luôn nha. Bé Lùng ơi, có một cái bao đen. Bộ quần tay váy còn ở đâu? Bé Lùng nhớ để ở đâu không bé? Tài áo tay ren á. Hồi bữa để ngay đây kêu ship lại bỏ trong bịch nè. Có ghi trong cái bịch trắng. Đây được không? Rồi. Đó nè bé heo, để chị em kiếm nha. Để em kiếm nha. Đây 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 đây. Tay L con mèo mèo dưới 70 kg con. Rồi 240.000 của hai bé heo. Cái tiếp này mà đi làm đi chơi là hơi bị dễ thương nha cưng. Cái tiếp này là hơi bị dễ thương rồi. Chốt cho na bé heo. Chốt mở hàng cho na bé heo 240 đây. Nhẫn to đẹp, nhẫn, trời ơi nhẫn. Không, chị không có hỏi em cái vụ gửi hàng mà chị hỏi bé đó sao rồi, trời ơi mừng quá không. Trời ơi, không có lây cho cái bà anh đó là mừng lắm luôn á em yêu. Khi mà mặc cái bộ này lên nha, vải đẹp lắm em. Nè, kéo cái này qua có một cái bánh nịt nè ha. Kèm với lại chân váy quần nè, xinh ha. Cái bộ này xinh lắm luôn á nè bé heo. Rồi chốt bộ này size L cho na bé heo nè. Bộ này 240. Mai kêu anh Phước đi cho mẹ. Mẹ giống quỷ quá. Rồi na bé heo một set 240 đây nè. Cái bộ này chị nào chưa chốt thì hôm nay chốt về. Hôm nay về gần 50 bộ. Tôi không còn một bộ mà tôi vẫn còn thiếu. Tôi không còn một bộ nhưng mà tôi vẫn còn thiếu nha. Vẫn là chân váy.
quần coi giùm em ha. Rồi đây, xếp đen. Em Nguyễn Mai Bình Định. Trời ơi mẹ ơi, chế có bộ đen tần chưa? Bộ này hả mày? Bộ này hả? Rồi để em rồi nhưng mà đang thiếu. Thiếu hai bộ XL. Thiếu hai bộ XL tao kêu nó may rồi, trưa ngày mai có, trưa ngày mai hoặc chiều ngày mai có liền. Tao báo nó hồi nãy là thiếu hai bộ XL cho mày với một bộ 3X. Đây nè, bộ này bây giờ còn size L nè, hết size XL. Nếu ngày mai có XL em để cho chị Nguyễn Mai Bình Định nha. Để em lưu lại nè. Để em lưu lại nha, Nguyễn Mai Bình Định. Chồng em đâu rồi? Đâu? Nguyễn Mai Bình Định một bộ XL nè. Chị ơi, bộ này em nói thiệt với mấy chị hả? Mặc cỡ nào cũng đẹp. Không mặc là nó đẹp theo không mặc, còn mặc vô cỡ nào cũng đẹp. Em nói thiệt luôn á, rất là đẹp và rất là gọn. Bộ này bây giờ em còn một bộ dưới 90kg và ba bộ dưới size 70kg. Nách rộng hả chị Vinh? Dạ, để lần sau em tiết chế lại cái nách nha chị. Tại vì nhiều chị bắt tay to em không có dám may nhỏ. Có váy đen tay dài 65kg. Có chị Phi Phi. Có chị. Chị Phi Phi bao nhiêu ký vậy? Phi Phi bao nhiêu ký Phi Phi ơi? Rồi bộ này em còn 3 bộ. Dưới 3 bộ dưới 70kg ha. Bộ này còn 3 bộ dưới 70kg. Và một bộ dưới 90kg giùm em. Là hết nha. Bộ này coi như hôm nay là chưa bán luôn á. Hôm nay chỉ lên hàng đặt mà vậy á mấy chị. Rồi bây giờ lên cái này nè mấy chị ơi. Lên giùm em nè mấy chị. Lên giùm em bộ đồng nha. Nè, size L 2 bộ, size XL 2 bộ, 2X 2 bộ và 3X 2 bộ đúng không? Bộ L em có lấy thêm không? Có lấy thêm thì báo chị nha. Khách khen nức nở. Em coi lại bộ chị mới đưa lên. Em mới lấy luôn hôm nay bé em. Chị mới mở nè em. Cái bộ này là coi như làm mưa làm gió luôn á nè. Bộ này coi như là chỉ tới lần thứ 3 là coi như hơn 150 bộ rồi đó. Đây nè em yêu. Cũng là quần váy nha. Cũng là quần váy nè. Cái bộ này là chị có đăng hình ở trên bài đó em thấy hả? Đây. Cưng chưa? À ơi, bộ này là mấy chị mặc là từ chết tới bị thương chứ không thể nào sống được nha mấy chị. Bộ này không thể nào mấy chị sống được qua hết mùa mưa này đâu. Bộ này nó đẹp lắm. Áo này lay để đi sáng mai đi đường bao nhiêu. Đi đường nhiêu đi. Còn không đi được thì ngày mốt đi. À, thứ hai đi. Mai thứ bảy không biết luôn. Rồi lên bộ này nha mấy chị. 15 bộ màu đồng. Tối nay em có tổng cộng 15 bộ màu đồng. Dạ 15 bộ. Đây. Có 15 bộ thôi. Ai chốt được gì thì chốt giùm em nha. Em chưa biết là 15 bộ gì đây nữa. Rồi 15 bộ màu đồng. Màu đồng 15 bộ. Con này nó bị điên rồi. Thiệt. Năm nay tôi có bộ 90kg à. Khách khen đứt nở chị ơi. Rồi bộ này mà không khen đỡ gì khen nữa mấy má. Bộ này không khen là không có còn cái gì nữa đâu khen. Đây nè mấy chị. Lên mẫu bò cho mấy chị nha. Mẫu bò. Mẫu bò là mẫu sắn eo. Mẫu sắn eo giống như mẫu đỏ đô á. Đây. Mẫu sắn eo giống như mẫu đỏ đô bé luôn. Đứng dậy lấy một set XL. Cho cô một set XL cho cô Phúc Lê Bình Thuận. Con mai con gửi Phúc Lê Bình Thuận con không tính ship nha. Phúc Lê Bình Thuận size L. Bộ đây là bộ màu đồng giống như bộ đỏ đô ngày hôm qua. Hơi bị đẹp, vải rất là mềm và mịn. Chị muốn gì chị nhắn qua. Giống như bộ đỏ đô nhưng mà nó là màu bò đẹp không mấy chị. Nhưng mà cái quan trọng là vải rất là đẹp. Rồi chị nào chốt bộ bò chốt lên giùm em bộ bò. Hơi bị cưng nghe mấy chị nha. Bộ bò. Bộ bò này có size tới 100kg. Phúc Lê Bình Thuận không tính ship. Không tính ship. Trang Trần một bộ 80kg của Trang Trần. Bộ này có hai một bộ 90kg và một bộ 100kg su su ờ. Rồi cái này của Trang Trần nè. Trang Trần một bộ. Su su một bộ 3X nè. Su su một bộ 3X. Rồi chị nào chốt chốt nữa giùm em lên. Lên giùm em chị ơi lên váy nè. Chưa đâu Phi Phi. Bên em là cứ như là like không có like theo yêu cầu. Bộ 70kg của Lê Tư có nghĩa là bóc tắt cái bao nào là mình quất cái bao đó nha chị. Lê
Lê Thư ơi, gửi nằm giùm vô cho chị Yên chưa? Lê Thư nè, Lê Thư 240 ngàn. Xét bà này có bộ đỏ không? Em có size đỏ đôi nha nè bé heo. Để chị đưa cho nè bé heo coi. Lê Thư một bộ 70 kg. Anh Tư ơi, lấy bộ đỏ đôi cái size L giùm cho em ơi. Trời ơi, cái màu này hai bộ ra nó đều đẹp hết đó gái. Một bộ đỏ đô cũng đẹp và size L một bộ đỏ đô cũng đẹp gửi rồi hả? Em mới chụp cái bill qua cho chị ông Thư để chị biết chị làm bill chị trừ tiền luôn nha. Đây đỏ đô nè, giống nhau nha. Đỏ đô cũng là 4 size. Em chốt bộ màu bò cho Su Su rồi nha. Hàng trần chốt bộ nhiêu ký, dưới 70 hay dưới 80 hay dưới 90 trần hàng trần ơi. Đây là đỏ đô nè, đẹp không mấy chị? Vải rất là đẹp. Na bé heo ơi, chốt bộ này size L cho na bé heo nè. Chốt bộ này size L cho na bé heo. Lê Vinh lấy một bộ 90 kg, bụng em to của Lê Vinh. Dạ có luôn cho chị Lê Vinh nha. Lê Vinh 240 màu bò nè. Lê Vinh 240 màu đỏ. Trang Trần inbox lên. Trang Trần ơi, cho giùm cái chiều cao cân nặng lên cái nha. Mờ quá hả? Do cái mạng á chế ơn. Chế em cũng là tăng tóc hết hơ hết lực rồi chị à. Thiệt luôn. Trừ 180 là phải chụp cái bill gửi bưu điện vô cho chị quá nghe. Khi tới bưu điện gửi nó sẽ có một cái tờ giấy gửi bill. Thì Lê Thư chụp giùm cái tờ giấy đó qua, biết cái đầm nó 180 rồi, ok. Thì chụp qua đi để sáng ngày mai trừ bill luôn nha. Rồi, chị nào chốt màu bò thì chốt giùm em, còn size dưới 72 và dưới 82. Còn đỏ đua thì còn tổng cộng 4 size luôn. Đó, chị nào chốt cái gì thì chốt lên giùm em ha. Em Nguyễn Mai nè, cho em bộ bò, ok. Nguyễn Mai Bình Định nè. Nguyễn Mai Bình, bộ này vải đẹp lắm chị. Còn chị nào lấy đỏ đua báo giùm em nha. Nguyễn Mai Bình Định 240 ngàn của Nguyễn Mai Bình Định. Trang Trần, Trang Trần là biết rồi. Tôi đang hỏi bà Hằng Trần kìa. Bà Hằng Trần bộ màu bò cái lên chiều cao cân nặng cái đi bà Hằng Trần. Còn riêng chị Trang Trần là em biết rồi. Bộ này là coi như chỉ còn size còn cỡ. Em lấy bộ đen váy 70 kg của Lê Thư. Có luôn Lê Thư ơi. Bộ đen váy còn bộ 90 kg nè. Lê Thư bộ đen váy 240. Bộ này nếu mà Huỳnh Duyên mặc size L cũng vừa Duyên ơi. Nè bộ này màu bò nè chị Huỳnh Duyên ơi. Bộ này vải mềm lắm chị Huỳnh Duyên, coi giùm em cái nè. Vải rất là mềm nha. Vải mềm cực kỳ bộ màu bò. Chị nào chưa chốt màu bò chốt lên giùm cho em màu bò ha. Bộ màu bò vải cực kỳ đẹp. Miễn ship cho em một lần đi chị. Giờ tôi không thích miễn ship. Nhưng tôi không thích miễn ship hàng trần à. Bên tôi là bán cực kỳ ít lò và bên em không bao giờ miễn ship. Mà nãy giờ em cũng chưa chốt rồi cho chị. Bên em là bill chị dù có 10 triệu giống như chị Trang Trần cũng không miễn ship. Bên em không có miễn ship cho ai hết chị. Miễn ship cuối cùng một bill tụi em ship 35 ngàn. Chị nghĩ bộ đồ em lờ nhiêu mà miễn ship cho mấy chị? Không hề được nghe mấy chị nha. Không bao giờ có. Chị Trang Trần là coi như 2 ngày và quốc một cái bill 8 triệu kìa. Nói đồ, mà nói ở đây cho con đỉ Mỹ Linh biết sai nó vô nó add Facebook. Em vẫn không thì free ship, bên em có ship 20 ngàn đồng giá. Một cái bill một bộ đồ gì ship đã 35 ngàn. Em mà phụ ship cho mấy chị thì lấy gì em ăn mấy chị? Không có còn gì để ăn hết trơn á mấy chị là đẹp không? Đó mấy chị đẹp không? Ôi có cái bộ nè. Bộ Nguyễn Hoàng Thương mặc bộ đồ này đúng không? Không, bộ rút ngực khác chị. Rút ngực ở sau cổ vuông. Là màu vàng kia kìa. Màu vàng tư á. Hàng trần 80 kg mua nhiều lần rồi. Đây nè hàng trần một bộ nè. Hàng trần nền vàng một bộ 240. Rồi một bộ bò XL của Tú Ngô. Tú Ngô chị em có địa chỉ số điện thoại chưa? Em nói rồi xếp bên em mặc vải rất là đẹp. Không phải xếp tàu lao như mấy con bán 100, 101, 102, 103, 104. Ủa mà thì còn thua hàng chợ nữa. Em mặc hồi bữa chị thấy em đi ăn tôm Alaska. Em mặc nó trên nửa đùi nè. Nhưng mà em ở trong em mặc một cái quần quần váy á chị. Thế đa số là em mặc đồ vậy không. Cho nên cái chân em nó dài thẳng tắp luôn chị. Nhưng mà mặc rất là sướng mà rất là đẹp. Đây xếp đây. Em không có chốt nhé chơi. Ok Su Su bé ơi, xẻ cái bộ bò của Su Su 100 kg ra con. Rồi bộ bò. Mấy chị không chốt bộ bò nữa đúng không? Rồi qua bộ khác nha. Qua bộ khác giùm em. Cái bộ này vải đẹp lắm. Cái bộ này vải cực kỳ đẹp mấy chị. Cái bộ này vải cực kỳ đẹp. Cái con gấu nó cũng đẹp nha anh chị. Khủng long bé nhỏ. Cái con gấu nó cũng đẹp nữa. Ờ rồi chốt cho Na bé heo hai bộ em yêu. Nói cho em nói mấy chị nghe nè. Em không có khó khăn.
Ví dụ như trong cái mùa dịch, hoặc là mấy chị ví dụ như có công chuyện gì mấy chị phải báo em, hoặc là mấy chị đã đặt bill bên em mà còn cỡ 3 ngày tới 5 ngày mấy chị không nhận được bill mấy chị cũng phải báo em. Chứ không phải mà tối hôm qua có một cái con người hàng ngọt, con gì em mua cái áo sale, có mua cái đầm sale có 150.000 mà cũng bơm em. Em nhắn tin cho nó kêu, cái nó mới nói em vậy nè, đi làm bộ cầm điện thoại kẹp kẹp máng hả? Về thấy cuộc gọi nhỡ, nhưng mà thấy cuộc gọi nhỡ rồi, người ta bận thì cũng phải biết gọi lại người ta. Họ làm giống như là họ là trung tâm vũ trụ ý mấy chị. Họ làm cái gì? À cái bộ màu đen bây giờ chỉ còn bộ size 90kg thôi. Còn nếu mà chị Su muốn lấy thì ngày mai. Rồi nó có làm hài lòng chị không chị Trang Trần? Con nói chung là em không có ngọt ngào với mấy chị được. Cái tính cái mỏ em như mỏ chó vậy. Nhưng mà em sống thiệt lòng lắm. Em sống thiệt lòng, ví dụ như mấy chị muốn em thương, mấy chị cho em thưởng 1 tỷ đi, em thương liền luôn á thiệt. Cho thử đi mấy chị. Cho thử đi nha, thử giùm cái nha mấy chị nha. Em mới nhận đồ bộ set đen đẹp tròn, set giờ bên đây đẹp lắm. Nè, để coi thử hôm nay về mẫu bi là mẫu gì nha mấy chị. Để hôm nay em coi thử về mẫu bi là mẫu gì nè. Má em đèn mơ vắng vắng, em mua đồ nó xấu em không nhận, em chịu 100 xíu cho nó luôn, mà nó còn lên trang cá nhân chửi đủ thứ, con cái nhỏ nó dễ sợ. Trời ơi tao không nhận luôn á gái. Chị nói thiệt á, trừ gì con? Nhung Nguyễn nè. Nhung Nguyễn Ý Yên á. Còn một cái bill Nhung Nguyễn của Ý Yên ở đây là coi chứ. Coi chứ ba mày, Nhung Nguyễn đó là ghi là chờ một cái đồ nữa. Nhung Nguyễn mình thử. Còn ở đây là Hà Nội. Khác. Trời ơi chị ơi, nó lên một cái bộ giống vậy luôn mà màu bi mấy chị. Một ngày mà nó lên em 3 bộ. Một ngày hôm qua tới giờ mà nó lên 3 bộ một mẫu. Con này nó cũng biết thông minh lắm. Để mẹ nó đi chị, giờ em mệt đó không? Chị nói thiệt á, cực chẳng đã lắm mới đưa một người bơm hàng lên. Là cái người đã dạng như tàn mạc lắm rồi. Tại vì bán hàng bơm nhiều lắm tất nhiên. Xuyên kim. Đây nè, cũng giống như vậy nhưng mà là bộ bi mấy chị, bộ bi. À, chị nào chưa chốt bộ bi thì chốt lên giùm em bộ bi. Đây nha. Chưa chốt bộ bi thì chốt lên giùm em bộ bi với nha mấy chị nha. Chưa chốt bộ bi lên giùm em bộ bi. Và bộ bi có tổng cộng 4 size, dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Bộ bi xoắn ngực. Chị nào chưa chốt bộ bi xoắn ngực thì chốt lên giùm em bộ bi xoắn ngực với. Bi xoắn ngực. Tổng cộng hôm nay em có bộ xoắn ngực này, em có 3 màu. Màu đỏ, màu bò và màu bi. Màu đỏ, màu bò và màu bi. Buổi livestream em đến đây là hết rồi. Tại nhà em hết đồ rồi mấy chị. Bộ bi 85kg có size của Trang Quân nha. Nói chung là đồ bên em có tổng cộng size từ 62 tới 100kg. Cho chị khủng long bé nhỏ một bộ bi 100kg nè. Một bộ bi 100kg của chị khủng long bé nhỏ. Không phải chị, không phải gọi là uổng hay không uổng, mà người ta không muốn nhận hàng, người ta lịch sự, người ta mới nộp 100. Có nghĩa là người thiệt. Đó, bộ bi dưới 80kg của chị Nguyên Phạm quận 12 nè. Nguyên Phạm quận 12 còn bill nha. Bộ bi xoắn ngực. Nói chung là vải êm lắm. Bộ bi này 240.000 của chị Nguyên Phạm nè. Nói chứ nhà em chị muốn hàng gì cũng có hết trơn. Mà chủ yếu là cái con mọc này nó có chịu khó like không chứ. Em nói thiệt là mấy ngày nay bán chán cho nên em làm biến like tổ mẹ tổ cha luôn. Thiệt luôn. Dạ cho chị coi lại bộ bi phải không chị Anh Nguyễn. Đây là bộ bi chính tóc nè mấy chị. Nói chung là bộ này vải rất là đẹp. Bộ này vải đẹp cực kỳ. Chị Trang Quân, chị Trang Quân vô trong tin nhắn vô giùm em ngón tay lên nha. Trang Quân một bộ bi nè. Chị anh kiếm ai? Trang Quân. Nè Trang Quân một bộ nè. Trang Quân 240. Một bộ bi. Em lấy một bộ sáng lập màu đỏ. Để từ từ em đọc chị Vương Phụng đó nha.
Trang Quân. Tôi nói thiệt với cụ Đào với bà, tôi nói không phải nổ chứ. Có nhiều chị khách mà gia đình có chuyện á, chị chỉ còn nói là Yên ơi, gia đình chị có chuyện không chị nộp tem với kẹt rồi. Trời ơi, thiệt, tôi không dám. Có nghĩa là khi mà tôi nói mở miệng mà tôi nói chị nộp với kẹt 30, 50 là tôi ngại quá lắm. Đây nè, bộ em lấy một bộ sáng, bộ sáng lập màu đỏ. À là chị lấy cái bộ nè, bộ sắn ngực nhưng mà lấy màu đỏ đúng. Bộ XXL con ơi. Ngọc Lê xét bi 82kg của Ngọc Lê. Chị Ngọc Lê còn bill nè Lùng ơi. Ngọc Lê 240 nè. Bộ bò chưa? Trời ơi, ủa nãy chị Anh Nguyệt Mai lấy bộ bò. Trời ơi, em kết bộ bò lắm chị Anh Nguyệt Mai. Em kết bộ bò ghê lắm lận. Em rất là kết bộ bò luôn nha mấy chị nha. Bộ đỏ em... của ai vậy? Vương Phụng. Vương Phụng lấy bộ đỏ nè. Bộ này của chị Anh Nguyệt Mai 240 nè. Dạ lấy một bộ đỏ. Rồi chị em lấy bộ đỏ rồi. Bỏ mẹ hai đơn của em chưa nhận mà bộ này tiếp. Bộ này để từ từ thứ hai em gửi nha chị. Bộ này thứ hai em gửi. Cái bộ bò này em còn sai bộ sai 100kg nè. Hết tiền rồi hả chị? Dạ bán nhà lâu xây nhà cầu đi chị. Không bộ đỏ, bộ bò, bộ bi, bộ nào cũng đẹp hết trơn á mấy chị. Bữa giờ người em nó mệt, nó bệnh, nó da, nó sầm màu xuống luôn. Rồi được tặng son, em mua nhiều rau. Tối hôm nay nè, tôi tặng cho những chị nãy giờ đặt hàng 10 người, 10 thỏi son bé vô lấy đi. Tặng những cái cô nãy giờ mua đồ nè, người thỏi son cho cho nó vui. Rồi vậy đi, những cô nào nãy giờ có bill đều tặng son hết cho gì, ok. Ok chưa? Châu vậy chứ châu sao nữa mấy má. Tôi châu cho mấy má chữa luôn á thiệt. Còn mấy má chữa không được là do định mệnh nha. Do định mệnh, ô cái định mệnh nó vậy á. Thế thiệt sự tối nay bán là bán châu cho vui thôi chứ cũng biết bán gì luôn á mấy chị. Tối nay em bị đứt dây nấng không? Bán gì mà nó làm bị dính phàn canh giá lạnh. Bán nhiêu đó đi mấy chị. Em còn một bộ dưới 70kg nè, đẹp quá trời luôn. Đó. Chưa chốt bill mai chốt cho. Mai chốt cho làm biếng trả lời đấy mẹ đây. Nhiều lúc làm biếng trả lời mà nhiều lúc coi tin nhắn đây. Em còn một bộ quần váy. Em còn một bộ quần váy dưới 70kg. Dạ anh trời. Ủa nãy giờ bà kêu gì cho bà coi lại. Cho bà coi lại rồi. Tùm lum hết bà cũng trả lời bà anh đây nè. Đây để từ từ tôi kiếm cho dựng tóc. Đây là bộ. Em còn một bộ đen này nè. Ok là gì chị Quyên Quyên. À ok là tặng son ha. Có của cô Quyên Phạm đó nha. Không có bà cô bà lật đầu vú mày luôn á. Bà Lạc không còn còn tóc mái luôn á. Bộ bò 70kg hơn chị Anh Nguyệt Mai. Dạ em đợi em lộ mày. Nè đổi lại cho Anh Nguyệt Mai bộ bò 70kg chứ không phải 80kg. Giận mập ngừ. Đủ má chưa 100kg chưa đủ mập với miệng. Giận giờ cho nó mập ngừ nữa. Có bill chưa? Kệ tặng bill hết đây. Nè chị Hà chị coi thử Nguyễn Hạnh 5 ngón tay còn bill ở đây không. Tặng cho bả cây son vô chứ không bả chữ á. Nguyễn Hạnh 5 ngón tay tặng bả cây son vô cho bà nặng. Coi như bà giận mà mập người nữa lên 101kg tôi không có sai tôi bán. Ồ Dũng Quỷ. Còn bà còn bộ đùi không? Tú Ngô nhiêu ký Tú Ngô? Tú Ngô ơi bộ đùi bây giờ chỉ còn đúng một bộ dưới 90kg. Đó Tú Ngô được cái size nào thì Tú Ngô báo giùm nha. Chứ sạch xe nè em về 50 bộ chị tối nay về 50 bộ. Chia sĩ được có cái sĩ dặn em là tổng cộng 8 bộ mà chia mới có 5 bộ. Còn thiếu sĩ 3 bộ. Em lấy bộ chân váy của anh Nguyễn rồi. Anh Nguyễn inbox lên địa chỉ kèm số điện thoại nè. Anh Nguyễn. Anh Nguyễn bộ chân váy 240. Đây nè. Em còn một bộ dưới 90kg. Và một bộ dưới 70kg. Là hết nha. Tú Ngô nhiêu ký để hỏi Tú Ngô cái hả? À bây giờ coi thử Tú Ngô hồi nãy lấy bộ kia size gì vậy? Anh Tư. Anh Nguyễn ghi đi 240 của anh Nguyễn. Anh Nguyễn nào vậy? Quần xin ra chị chút nữa em sell cho. Vậy hết sai. À anh ơi. Rồi để lấy bộ này cho anh chưa. Vô trong cái kệ gỗ. Cái chỗ cái rổ hồng anh kệ gỗ. Chỗ rổ hồng có cái bộ XL em để dành lại mặt á. Ra chốt cho Tú Ngô đi. Anh Nguyễn nào. Anh Nguyễn cho địa chỉ số điện thoại cho anh Nguyễn ơi. 240.000. Anh Nguyễn inbox dùm lên cho địa chỉ kèm số điện thoại nha. Anh Nguyễn mới hả con.
Diễm Huỳnh. Bộ này của Diễm Huỳnh nè, mai gửi bill Diễm Huỳnh nè. Rồi chốt luôn cho Tú Ngô. Tú Ngô bộ này dưới 80kg nè. Bộ quần váy của chị Yên nhường cho Tú Ngô đó. Diễm Huỳnh. Cái này là Diễm Huỳnh nè. Diễm Huỳnh còn bill nha, 270-70kg của Diễm Huỳnh. Ý chị Yên chưa tắm. Ủa sao ý anh Nguyễn 1m564 vừa. Anh Nguyễn inbox cho địa chỉ số điện thoại nha. Son kem của chị dưỡng môi cực chất luôn á. Chị bữa đồ bị ống lộn bự chặt quá. Chị đồ cho em bị ống bự mà. Là cái gì chị nói rõ rõ. Cho em bị ống bự mà chặt. Bị ống bự là bị ống rộng. Mà bộ đó là chị coi giùm em size trên cổ là bao nhiêu ký mà chị kêu chặt. Chặt thì chị gửi lên em may bộ khác em đổi size cho chị, ok chưa? Đổi là bên chị chịu tiền ship đó chứ bên em không chịu ship đâu. Tại vì em lấy lúc nào cũng đúng size cho mấy chị, nó chịu chặt là không có. Tại vì em 89 thì em mới mặc cái size XL thôi, em thích mặc ôm. Đó, còn nếu mà chị chặt chị gửi bộ bi ống rộng 240 đúng không? Nếu chị chặt chị gửi lên em, chị chịu ship em may bộ khác em đổi cho chị, ok chưa? Ok. Rồi, bộ bi này nè. Bộ bi sắn eo, chị nào chưa chốt bộ bi sắn eo chốt lên giùm em bi sắn eo nha. Bi sắn eo tổng cộng 4 size, dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Ok chưa mấy chị nha. Qua mẫu khác. Má em đèn môi. Nè sao anh Tư ơi, mấy cái này mày sắp lên trên ấy luôn nè. Sắp trên đó đó, còn một cái khoảng không vũ trụ á anh Tư. Rồi, qua mẫu nha mấy chị. Qua mỗi nhớ tặng đủ son nha mấy cô. Còn cô nào chưa có địa chỉ số điện thoại báo lên. Anh Nguyễn nào đây? Chị Anh Nguyễn một phút nữa không có địa chỉ kèm số điện thoại vô tin nhắn là em xả bill chị nha. Dạ em xả là em xả ngọt lắm. Em bán cũng ngọt lắm mấy chị, bán không phải chạnh. Tại 18 tạ con bán đồ biết sai lận mấy chị. Nhưng mà em phát một à, chốt đồ mà không có địa chỉ số điện thoại cũng vậy à mấy chị. Còn đủ má cái con Linh biết sai nha. Em là người cực kỳ lịch sự nha mấy chị. Em gọi điện cho nó ha, em nói Linh. Em gọi điện gặp chồng nó, em nói cho gặp Linh. Nó bắt máy rồi nó nè Linh. Chị nói cho nghe, em bước vô Facebook chị, em add nick khách chị và em làm ơn em bước nhắn tin em chào mời khách chị. Chị nói chuyện nhỏ nhẹ trong khi mà chị vẫn còn tôn trọng tem. Tại vì em là cái đứa mà ngày xưa mà khi em ra bán hàng em hỏi sĩ sao thì chị chỉ nó rất là đàng hoàng. Nhưng mà em là một cái đứa cực kỳ cà chớ, em chả lấy sĩ chị. Mà thật sự là bên chị cũng chả còn sĩ nha. Tại vì bên chị bán hàng chất lượng, may vải chất lượng cho nên chị không còn sĩ ha. Thêm một bộ sắn eo. Chị Anh ơi, thêm một bộ bi sắn eo hay là bộ đồng chị comment rõ lên. Và làm ơn comment xong cái câu này là làm ơn chốt giùm cho cái địa chỉ kèm số điện thoại nha. Chứ không 2 phút nữa không có là em sẽ. Em nhắn tin nó rất là đàng hoàng, em gọi điện rất là đàng hoàng nói. Chị nói là lần đầu cũng như lần cuối, chỉ còn một cái tin nhắn mà khách chụp qua mà chào mời là em là đại lý Yên hoặc là em là gì đó của Yên mà chào khách hay là qua ủng hộ là đủ má. Cái nói chị nói cái xong em cúp máy, nó nhắn tin nha em, chị nói chị phải để em giải thích thế này thôi. Nếu mà lỡ vậy nó nói em á là em biết chị là một cái người nó dùng từ cho em nè, em biết mà có gì giống như là em đi làm từ thiện nhiều, nó cũng nói em vậy như này kia thôi. Để em nói nhân viên em là đừng có làm vậy, hay mà chặt bụng mãi nó vậy mà chị. Nhớ tặng son cho chị máy bay giá tốt kìa. Đó, chừng nào làm bill anh Phúc bỏ cho chị. Xong rồi em nói là, nói chung là chị không thích nói nhiều, đừng làm những chuyện mà chị không thích, ok. Xong cái nó nói để em nói nhân viên chị, rồi lộn má nó bán cái con cặc gì mà nhân viên. Nhà tôi đi một ngày bình thường, cái mùa không dịch nhà tôi đi ngày 100-200 bill mà còn chưa có nhân viên. Làm cái lồ gì mà nhân viên không biết nữa. Nói chuyện như Doraemon á. Tí nữa thấy cô gái thật đẹp á. Con gái thật đẹp á. Vô kia cho điện địa chỉ em ơi, vô mình đang bán cuốn cuốn cái em nâng giờ chưa cho địa chỉ luôn rồi. Xả đi. Rồi bây giờ lên quần này nè. Quần này mà trời ơi em nói thiệt á. Chị nào mà chụp xong cái nó nói vậy, nó kêu nhân viên nó đừng á. Cái nó nói rồi dạ chị cảm ơn. Còn đủ má mà nếu mày cắn ngồi trong cái live stream mày hoặc là đại bác, đại bàng, chim xe xẻ, alo chim xẻ gặp đại bàng gì đó ngồi đây thì làm ơn đủ má bay nhanh táo tâu có giùm tao một cái nha. Tao ít có hiền lắm, thích thì cho cái hẹn đủ má ra đây nói chuyện bà co. Cái đéo má mà ngồi sau mà bắn tỉa họ tao quăng nguyên cái bơm nguyên tử cho đủ má cháy lồn luôn, cháy từ lông lồn cháy lên luôn. Đây nè mấy
chị, quần này 200 ngàn. Coi giùm tôi cái chấp quần nè. Quần này 200 ngàn, sale còn 150, nhưng mà đẹp lắm. Quần bảy tấc tới ngày đầu gói. Đi đâu vậy? Giống quỷ ghê, hai người giống quỷ ghê á. Giờ ta nghỉ chuẩn bị ra chơi đi về. Quần này là từ 68 tới 70 tới 80-82 kg, và còn một mẫu quần dưới 92 kg. Chị nào chốt quần tây này chốt lên giùm em, quần này mà từ đây kéo tới Bến Ninh Kiều cũng không hư quần nha. Tặng cho cô Diễm Quỳnh son kìa. Rồi tặng cho cô Anh Nguyệt Mai son chưa? Rồi hết rồi. Cô Anh Nguyệt Mai á, cô mà cái view bự bự á. Hết rồi, bà không có bà vô bà ngặt bà lặt trụi vú luôn á con. Tao nói rồi, tao không có cản đâu á. Tào lao biết không? Em ghét cái kiểu mà mấy chị biết cái kiểu gì không? Cái kiểu mà đéo biết ngại. Chị ơi em muốn bán biết sai gì. Rồi em cũng tư vấn, em cũng nói chung là em làm gì em chỉ hết đó mấy chị. Cuối cùng chị biết sao? Nó hỏi em 2-3 lần xong cái nó đi lấy hàng chỗ khác. Cái quan trọng là em đéo thích bán sỉ chị. Hàng của em không đủ may. Chị thấy nãy giờ về 3 bộ không? Chút nữa bé Lùng nó chụp xong đăng là coi như ngày mai ngày mốt hết rồi. Thằng chị cây son yên, màu son đẹp, dạ chị có rồi. Đã cô Nguyễn Mai Bình Định được có hết chưa con? Có hết rồi. Có hết rồi. Chị có dưới 92 kg, dạ ok. Bớt tàu lao giùm cái. Tàu lao quá mắc mệt quá à. Trang này về giặt mới dùng nha chị Nguyên Phạm. Em thấy chị đang làm dưới Long An á, giặt rồi mới dùng nha. Còn một cái dâm gì vậy? Anh Nguyễn ơi. Anh Nguyễn không con? Rồi anh Nguyễn một phút nữa không có địa chỉ số điện thoại xả bill nha. Xả bill là lần sau chị đừng đặt hàng giùm em nữa. Chứ chốt bill mà không cho địa chỉ số điện thoại là em cũng bị tuột kia nấn luôn á chị. Thiệt luôn. 30 Thúy Vũ. Thúy Vũ một cái 92 kg nè. Thúy Vũ. Cô bé nhỏ ơi em đi lộn cái động rồi em ơi. Thúy Vũ ơi em có địa chỉ kèm số điện thoại Thúy Vũ chưa? Trời ơi tôi cái mỏ tôi vậy chứ mà tôi bị động lòng hoài à mấy má. Tôi động lòng hoài luôn. Nó bơm cái con Duyên Nguyễn gì á. Nó bơm tôi trước tới một cục hàng bự nè. Nó kêu chị ơi em dịch tết rồi. Nó nói xong ngon lành lắm. Xong cái nó qua tới nó kêu chị cục hàng kia vô gửi lại em mà nó đặt tiếp cục. Cuối cùng tôi bị 2 cục đó chà. Mấy bà thấy gớm không? Này nha chị Thúy Phan. Tôi hay bị dụ lắm. Dạ. Cái mỏ tôi vậy chứ hay bị dụ cực kỳ luôn. Em còn cái dâm 90 tới 100 kg, 280 xe cho mấy chị còn 180. Dâm này rất là đẹp nha Hảo. Dâm này cực kỳ đẹp luôn. Đây 280 xe còn 180. Đây là cái dâm hồi bữa tôi hay mặc, tôi ngồi tôi like nè. Đẹp không mấy chị? Dâm này là mặc khỏi còn mặc áo vú cũng đẹp ha. Đó. Mình nhờ anh con ơi. Con kiếm anh Tư kiếm cái bao bill của Hình Duyên hồi trưa tặng cho anh. Con cho Hình Duyên đi anh. Chị Anh Nguyễn ơi, bên em không có cho địa chỉ số điện thoại trên live. Ở trên đây thứ nhất nó bị ẩn comment. Chị phải inbox cho em. Làm ơn inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại, bên em không gọi điện chốt hàng. Có quần jean màu kem không em? Dạ để em kiếm nha chị Anh Nguyệt Mai. Tại vì quần jean màu kem là chỉ có quần hàng xuất thôi. Quần hàng xưởng là không có nha chị nha. Yên có động lòng tặng em cây son không? Chừng nào làm beauty rồi thì nhắn tin cho anh Phúc tự lấy cho em. Cái dâm này là 90 tới 100 kg, 280 sale còn 180. Còn có một cái duy nhất là mấy má. Còn có một cái duy nhất còn chị nào mà đây. Chị nào ngày hôm qua chưa mua cái đầm bi có tay thì mua giùm em nha. Đầm bi có tay ha. Đầm bi có tay này 250 giờ còn cái xe cho mấy chị 190 nè. 190 ngàn, nhưng mà đầm này chị nào size còn cỡ 85 tới 93 kg hãy lấy nha. Quần 70 kg của chế Thanh Hà nè. Thanh Hà 150. Hôm qua đầm dây hả chị Liên Phòng? Chị cần cái đầm